Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Bản tin kinh doanh cuối tuần. Sau đây là những thông tin nóng nhất tuần vừa qua được tổng hợp bởi Độc Đáo TV. Thông tin về kết quả xác minh việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thông báo tình hình công tác công an năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Cũng tại cuộc họp báo này, phóng viên đặt ra câu hỏi về việc Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an thụ lý đơn tố giác về làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ cá nhân thì đến nay việc xác minh điều tra đã có kết quả bước đầu như thế nào? Trả lời cho câu hỏi này, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Cục Phó Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5 2021 đến buổi họp báo này, trên các trang mạng thông tin đại chúng, mạng xã hội liên tiếp có thông tin phản ánh tình hình không minh bạch về việc có một số ca sĩ cá nhân đứng lên kêu gọi tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung trong năm 2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Cục Cảnh sát Hình sự đã tổ chức xác minh. Cục Phó Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho hay, ngoài các trường hợp phản ánh trên mạng xã hội thì còn có một số trường hợp gửi đơn đến C02 để phản ánh về nội dung này. Về các trường hợp gửi đơn, sau khi cơ quan điều tra được phân công xác minh, giải quyết đơn, đã làm việc với những người này. Theo đó thì có trường hợp gửi tiền từ thiện từ 100 đến 200 nghìn đồng và thông qua phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến lùm xùm từ thiện thì họ góp nhặt tin tức trên mạng rồi viết đơn gửi đến Bộ Công an, chứ không phải trường hợp xác định chắc chắn là người kêu gọi quyên góp từ thiện chiếm đoạt số tiền này. Về kết quả xác minh, theo tướng Niêm, đến nay đã xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các ngân hàng địa phương nơi xảy ra bão lụt tiếp đón hoạt động từ thiện, từ đó xác định được các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ cho đồng bào lũ lụt có công khai tài khoản để các cá nhân tổ chức quyên góp gửi tiền vào. Đồng thời trong một thời gian nhất định đã đóng tài khoản, thông báo dừng hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau khi có được lượng tiền vào tài khoản thì các cá nhân đã trực tiếp hoặc là thông qua đại diện đến các địa phương để làm từ thiện. Về công tác từ thiện thì qua nghiên cứu các tài liệu phối hợp đối với ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt ở các tỉnh. Việc này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc hoặc các cá nhân nơi mà họ đi làm từ thiện ủng hộ. Cục Phó Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an còn thông tin thêm về kết quả đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan như Viện Kiểm sát, đồng thời xác minh làm rõ thêm một số nội dung khác. Thời hạn xác minh đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, kết thúc sẽ có kết quả cuối cùng và thông báo cụ thể sau. Vietcombank chơi lớn, chính thức miễn phí toàn bộ dịch vụ chuyển tiền từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Vietcombank mới đây đã thông báo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng thực hiện điều chỉnh một số mức phí dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng này sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số Vietcombank Digibank, miễn phí duy trì dịch vụ Vietcombank Digibank và phí quản lý một tài khoản mặc định đăng ký Vietcombank Digibank. Đây chắc chắn là một tin vui với những người dùng Vietcombank hiện nay vì mức phí hiện hành cũng đã rất đáng kể. Bên cạnh việc điều chỉnh phí dịch vụ trên Vietcombank Digibank, Vietcombank cũng điều chỉnh cơ chế tính phí duy trì dịch vụ SMS chủ động, tuy nhiên theo xu hướng tăng. Cụ thể, hiện nay mức phí hiện tại là 11.000 đồng một tháng trên một số điện thoại, đã có thuế VAT. Mức phí áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 11.000 đồng một tháng, nếu dưới 20 tin nhắn, 27.500 đồng một tháng, nếu từ 20 đến 50 tin nhắn, 55.000 đồng một tháng, nếu từ 50 đến dưới 100 tin nhắn, 77.000 đồng một tháng, nếu từ 100 tin nhắn trở lên. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể thay thế dịch vụ SMS chủ động bằng cách chuyển từ sử dụng dịch vụ thông báo số dư qua OTT, dịch vụ OTT OLED. Dịch vụ OTT OLED hoàn toàn miễn phí mà vẫn hỗ trợ đầy đủ các thông báo, thay số dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ, nhắc lịch trả nợ định kỳ. Smartphone Samsung sắp từ bỏ Android. Tin đột cho biết Samsung có thể từ bỏ Android và chuyển sang Fuchsia của Google được đưa ra từ tháng 5, và điều này dường như đang trên đường trở thành sự thật. Nhà phân tích Duyên Kim mới đây đã xác nhận rằng Samsung thực sự sẽ chuyển sang Fuchsia, nhưng cảnh báo rằng điều đó sẽ mất vài năm. Điều thú vị là thông tin này cũng đã được xác nhận bởi nguồn đáng tin cậy là Ice Universe, một trong những người có nguồn riêng thuộc bộ phận R&D của Samsung. Google đã làm việc trên hệ điều hành Fuchsia mã nguồn mở từ năm 2016. Vào cuối tháng 5, màn hình thông minh Nest Hub thế hệ đầu tiên đã trở thành sản phẩm đầu tiên nhận được Fuchsia. Hệ điều hành này được thiết kế cho nhiều loại thiết bị và mang nhiều ưu điểm hơn so với Android, chẳng hạn như dễ cập nhật. Nguồn tin cho biết rằng
Google muốn mở rộng hệ điều hành thế hệ tiếp theo của mình cho nhiều loại thiết bị khác. Vào năm 2018, Bloomberg cũng đã đưa ra báo cáo cho rằng Google đang xem xét chuyển các thiết bị Android của mình, bao gồm cả smartphone Pixel, đang sử dụng Fuchsia. Vào thời điểm đó, các nguồn tin nói rằng việc thực hiện kế hoạch này của Google sẽ mất khoảng 5 năm. Được biết, Samsung và Google đã bắt đầu hợp tác phát triển Fuchsia trong một thời điểm nào đó vào tương lai. Các khổng lồ tìm kiếm cũng đã thành lập một nhóm có tên là Fuchsia Device để chuyển hệ điều hành này sang các thiết bị không phải của Google. Nhìn chung, nếu Google quyết định thay thế Android bằng hệ điều hành mới thì Samsung và các nhà sản xuất khác cũng sẽ không có lựa chọn. Chính vì vậy, việc sớm tham gia cùng Google trong phát triển Fuchsia là cách Samsung đón đầu xu hướng trong tương lai. VinFast công bố thời gian chính thức nhận đơn đặt hàng VF-E35, VF-E36 trên toàn cầu. Ngày 27 tháng 12, VinFast công bố sẽ chính thức nhận đặt hàng pre-order hai mẫu ô tô điện VF-E35, VF-E36 trên quy mô toàn cầu từ 8 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022. Giá bán chính thức và các chính sách hậu mãi tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan sẽ được công bố chi tiết tại thị trường. Sự kiện sẽ diễn ra cùng thời điểm tại nhiều thị trường, trong đó có triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 tại Las Vegas, Mỹ. Cùng với việc công bố mở bán và nhận đặt hàng trước hai mẫu xe đã có trong khuôn khổ triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022, VinFast cũng sẽ giới thiệu tới công chúng ba mẫu xe điện hoàn toàn mới. Cả VF-E35 và VF-E36 đều tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS tiên tiến như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh, và các tính năng tiện ích giải trí thú vị như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Hiện tại, VinFast đã bắt đầu bàn giao những chiếc xe ô tô điện VF-E34 đầu tiên cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Thua lỗ triền miên, công ty Đại Nam của ông Dũng Lò Vôi vừa đi vay 180 tỷ đồng trái phiếu để xây nhà xưởng. Theo thông tin từ công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng, cuối tháng 11 vừa qua, công ty này đã phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê số 2 thuộc khu công nghiệp Sóng Tần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày phát hành là ngày 30 tháng 11 năm 2021 và ngày đáo hạn là ngày 30 tháng 11 năm 2026. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Toàn bộ trái phiếu này do một tổ chức tín dụng trong nước mua, lãi suất trong kỳ đầu tiên là 10% một năm và các chu kỳ sau khi điều chỉnh là 3,5% một năm, cộng với lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10% một năm. Đại Nam vay trái phiếu trong bối cảnh hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Trong năm 2020, Đại Nam đạt doanh thu chỉ 320 tỷ đồng và lỗ 149 tỷ đồng. Tổng cộng 5 năm gần nhất, công ty này thua lỗ 543 tỷ đồng. Việc thua lỗ triền miên khiến Đại Nam bắt đầu âm với vốn chủ sở hữu từ năm 2018 đến năm 2020 vừa qua. Vốn chủ sở hữu đã âm tới 344 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm cuối năm 2020, công ty này có hơn 6.500 tỷ đồng nợ phải trả. Lô lũy kế gần 4.000 tỷ, VTV chuẩn bị bán đấu giá 15% vốn truyền hình Ca Cộng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc sẽ tổ chức phiên đấu giá bán 15% phần góp vốn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam VSTV, đơn vị sở hữu kênh truyền hình Ca Cộng. Phiên đấu giá dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Giá khởi điểm là 188,8 tỷ đồng, tương ứng với định giá Ca Cộng ở mức 1.259 tỷ đồng. Hiện VTV nắm giữ 51% và đối tác Pháp là tập đoàn Canal Plus nắm giữ 49%. Nổi tiếng với các chương trình thể thao độc quyền, đặc biệt là bản quyền ngoại hạng Anh, nhưng Ca Cộng liên tục lỗ kể từ khi đi vào hoạt động. Doanh thu hàng năm của Ca Cộng dao động từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng và mức lỗ cũng từ 200 đến 300 tỷ đồng. Theo báo cáo kiểm toán, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ca Cộng đã lỗ lũy kế tổng cộng là 3.571 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm 3.227 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2021, đơn vị này tiếp tục lỗ 241 tỷ đồng. Như vậy,
tổng lỗ lũy kế hiện đã hơn 3.800 tỷ đồng. Bà Lê Thị Thu Thủy làm CEO VinFast toàn cầu thay cho ông Michael Lohscheller. Tập đoàn Vingroup vừa công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, làm tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ông Michael Lohscheller sẽ rời vị trí và trở về châu Âu vì lý do cá nhân. Theo quyết định này, bà Thủy sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc VinFast toàn cầu, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của công ty VinFast, hướng tới mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. Bà Thủy đồng thời vẫn là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Thủy sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan. Trong giai đoạn tiếp theo, bà Thủy cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu và mở rộng kinh doanh sang các thị trường tiềm năng khác. Chia sẻ về việc nhận quyết định này, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, "Tôi rất vui mừng khi đảm nhiệm vị trí này và sẽ nỗ lực vì mục tiêu chung, đưa VinFast thành công trên trường quốc tế và được khách hàng toàn cầu đón nhận." Ông Michael Lohscheller cho biết, "Tôi rất vinh dự khi được cống hiến công sức và làm việc cho VinFast trong thời gian qua. VinFast đang trên hành trình trở thành thương hiệu xe điện thành công trên toàn cầu và tôi xin chúc VinFast mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Tôi xin cảm ơn VinFast, cảm ơn Vingroup và Việt Nam." Ông đảm nhiệm chức vụ CEO VinFast toàn cầu từ ngày 27 tháng 7 năm 2021. Bà Lê Thị Thu Thủy, CEO mới của VinFast, sinh năm 1974, quê quán ở Bình Định, tốt nghiệp cử nhân kinh tế của Trường Đại học Ngoại thương, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản. Ngoài ra, bà Thủy còn có chứng nhận chuyên gia phân tích đầu tư tài chính CFA. Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu, bà Thủy từng giữ nhiều chức vụ quan trọng mang tầm ảnh hưởng bao gồm Phó Chủ tịch Leha Brothers của các thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Năm 2008, bà gia nhập Vingroup với vai trò CFO. Các vị trí khác, bà từng đảm nhiệm tại Vingroup gồm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, Tổng Giám đốc Công ty Vinsmart. Đáng chú ý, năm 2013, Lê Thị Thu Thủy là cái tên nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 199 Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF bình chọn. Với danh hiệu này, bà Lê Thị Thu Thủy đã được công nhận là thành viên chính thức của Diễn đàn Lãnh đạo trẻ toàn cầu thuộc WEF. Bà Thủy với kinh nghiệm về tài chính cũng như lãnh đạo tập đoàn trở thành một trong những thành viên chủ chốt lèo lái con tàu VinFast thực hiện giấc mơ ô tô của Vingroup. Chia sẻ trên báo giới, người phụ nữ quyền lực của Vingroup cho biết, "Tháng 9 năm 2017, tôi bắt đầu đi khắp thế giới để nói với mọi người trong ngành ô tô và cung ứng. Họ nghĩ rằng chúng tôi điên rồ, nhưng sau đó đã bắt đầu tin vào kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi có quan hệ tốt đẹp với BMW ngay từ lúc bắt đầu cũng như tương tác khá tốt với GM. Và rằng mỗi người làm ở VinFast đều mang theo mình một sứ mệnh cao cả, đó là hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một thương hiệu ô tô cho Việt Nam. Đó là việc mà chưa từng được làm trước đây." Far Holdings muốn làm cảng du lịch vũ trụ 30.000 tỷ đồng tại Phú Quốc. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, công ty cổ phần Far Holdings, thành viên của Five Group, đã thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án cảng vũ trụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó thì mục tiêu của dự án này là xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Đồng thời dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 30.000 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của Five Group và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022-2026. Trước đó thì trong công văn gửi tỉnh Kiên Giang về việc xin nghiên cứu khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án này, Five Group đã cho biết ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã đạt được nhiều bước tiến và mở ra một loại hình du lịch chưa từng có trong lịch sử là du lịch vũ trụ. Một trong những điều kiện chính để phát triển dịch vụ du lịch vũ trụ là xây dựng cảng vũ trụ, đó là nơi để phóng hoặc nhận tàu vũ trụ. Cũng theo Five Group, hiện tại trên thế giới chỉ có các cường quốc vũ trụ như là Mỹ, Nga, Nhật hay Trung Quốc là đã xây dựng cảng vũ trụ thương mại. Các nước ở Đông Nam Á mặc dù là nhu cầu đang rất cần thiết, thế nhưng chưa triển khai được. Fly Group đánh giá rằng Việt Nam có đầy đủ điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý cũng như tiềm năng phát triển để làm vị trí đặt cảng du lịch vũ trụ. Vị trí nằm với gần đường xích đạo, nằm ở bờ phía đông của vùng biển lớn, gần với các tuyến giao thương, vận tải và du lịch. Và đây là điều kiện rất thuận lợi để Việt Nam phát triển xây dựng cảng vũ trụ du lịch. Nói thêm về Five Group thì Five Group tiền thân là tập đoàn Xuân Thành, một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề.
Hiện tại Fire Group là chủ đầu tư 3 dự án nhà máy xi măng với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng tại Quảng Nam, Hà Nam và Bình Phước. Ngoài ra thì tập đoàn còn đầu tư một số nhà máy thủy điện với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bất động sản, Fire Group là chủ đầu tư dự án tại số 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải, dự án khu phức hợp khách sạn Kim Liên Shilla tại Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau Vietcombank, BIDV cũng tuyên bố miễn phí toàn bộ giao dịch từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV phát đi thông báo điều chỉnh phí giao dịch trên kênh số. BIDV cho biết nhằm khuyến khích khách hàng tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, từ ngày 1 tháng 1/2022, BIDV miễn phí toàn bộ các loại phí trên kênh số và dành tặng 65 tỷ đồng tri ân khách hàng của BIDV. Trước đó thì BIDV cũng đã nhiều lần miễn và giảm phí chuyển tiền, ra mắt với các gói dịch vụ BeFree miễn đến 10 loại phí, triển khai gói hỗ trợ đồng hành cùng ngành y với lãi suất chỉ từ 1% trên năm, giảm lãi suất, gia hạn trả nợ vay và nhiều giải pháp khác để hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, tất cả các khách hàng đăng ký mới BIDV Smart Banking và phát sinh tối thiểu một giao dịch tài chính trong khoảng thời gian diễn ra chương trình tri ân 65 năm thành lập sẽ nhận được ngay quà tặng tiền mặt trị giá 65.000 đồng vào tài khoản. Trước BIDV, Vietcombank cũng đã có động thái phát đi thông báo kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng này sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số VCB Digibank, miễn phí duy trì dịch vụ VCB Digibank và phí quản lý một tài khoản mặc định đăng ký VCB Digibank. Báo chí quốc tế đã nói gì khi ông Michael Lohscheller rời khỏi ghế nóng VinFast chỉ sau 5 tháng? Việc ông Michael Lohscheller, cựu tổng giám đốc VinFast toàn cầu, rời khỏi hãng xe VinFast đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Ông Michael Lohscheller là CEO của Opel cho đến ngày 27 tháng 7 2021, khi ông được công bố là tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Thế nhưng chỉ sau 5 tháng, ông Michael Lohscheller đã quay trở lại châu Âu và rời xa hãng xe VinFast. Còn bà Lê Thị Thu Thủy, vốn là phó chủ tịch Vingroup, sẽ lên thay thế ông. Báo giới nước ngoài tỏ ra hết sức quan tâm đến việc ông Lohscheller rời khỏi VinFast một cách nhanh chóng đến như vậy. Ngoài các trang báo có đưa tin thì cũng có không ít trang đặt ra câu hỏi hay là phân tích về động thái được xem là bất ngờ này. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Trang FAG của Đức đã tỏ ra khá hoài nghi rằng việc liệu ông Lohscheller ra đi có phải do là không còn nhìn thấy được cơ hội phát triển như đã nói lúc mới đến Việt Nam hay không. Tuy nhiên thì trang The Detroit Bureau của Mỹ hay là Autohaus của Đức thì hé mở điều gì sẽ xảy ra sau sự ra đi của ông Lohscheller đúng vào lúc công ty bắt đầu thực hiện một kế hoạch lớn chuyển từ sản xuất xe đốt trong sang xe điện chạy bằng pin. Điều đó cho thấy cỗ máy vẫn chạy êm ái. Lạc quan. Đáng chú ý nhất là bài phân tích động thái ra đi của ông Lohscheller đến từ trang Auto Evolution. Trang này đã đặt ra tựa đề chơi chữ khá gợi tò mò với chữ Fast trong tên của hãng xe VinFast. Auto Evolution bày tỏ rằng là một công ty mới vẫn sẵn sàng khẳng định mình là một nhà sản xuất ô tô đáng tin cậy, sự ra đi của ông Michael Lohscheller sẽ khiến cho người Việt Nam ngạc nhiên. Đó là quá nhanh. Như đã đưa tin, theo Michael Lohscheller được mời về để đưa ô tô VinFast đến với thị trường châu Âu, thị trường Mỹ và trở thành thương hiệu toàn cầu. Rời đi sau khi mới gia nhập tập đoàn được 5 tháng, nghĩa là ông ấy không có thời gian để hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng. Bất kỳ nhà sản xuất ô tô mới nào trên thế giới được thành lập với một cơ sở từ thị trường nội địa đều phải dựa vào người mua nước ngoài để trở nên khả thi và cạnh tranh. Và đó chính xác là những gì mà Hyundai và Kia cũng như các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã làm. VinFast còn một thách thức khác nằm ở phía trước, đó là muốn trở thành công ty sản xuất ô tô điện. Mặc dù nhu cầu về xe điện đang tăng lên, thế nhưng nó vẫn bị giới hạn ở một thị phần nhỏ ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Mỹ và Đông Nam Á. Mặc dù đặt ra câu hỏi liệu rằng bà Lê Thị Thu Thủy, một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính nhưng lại ít liên quan đến lĩnh vực ô tô, có phải là sự lựa chọn khi không thể mời được ai có kinh nghiệm hơn hay không, thế nhưng Auto Evolution cũng tỏ ra hết sức lạc quan. Trang này cho rằng các thách thức này cũng là cơ hội tuyệt vời để bà Thủy hay có thể bất cứ là vị giám đốc tương lai nào nắm bắt. Kết lại thì trang này đưa ra một lời chúc mà chúng ta thường nghe vào mỗi dịp năm mới đến, đó là chúc may mắn, good luck. Cựu tổng giám đốc VinFast toàn cầu nói gì sau quyết định rời khỏi vị trí? Cựu tổng giám đốc VinFast toàn cầu, ông Michael Lohscheller sẽ rời vị trí và trở về châu Âu vì lý do cá nhân. Ngày 27 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội,
tập đoàn Vingroup công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy, hiện tại là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, làm tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ông Michael Lohkeusler sẽ rời khỏi vị trí và trở về châu Âu vì lý do cá nhân. Theo quyết định này thì bà Thủy sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc VinFast toàn cầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của công ty VinFast hướng tới mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng xe điện thông minh trên toàn cầu. Bà Thủy đồng thời vẫn là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Thủy sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan. Trong giai đoạn tiếp theo, bà Thủy cũng là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và mở rộng kinh doanh sang các thị trường tiềm năng khác trên toàn cầu. Ngay sau động thái này, ông Michael Lohkeusler cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của bản thân mình về quyết định này như sau. Như đã thông báo trước đó, tôi sẽ rời khỏi VinFast vào cuối tháng 12 và trở về châu Âu vì lý do cá nhân. Tôi rất vinh hạnh vì được đồng hành cùng với VinFast và những người đồng nghiệp tại đây. Tôi muốn cảm ơn tới tất cả mọi người tại VinFast vì những trải nghiệm quý giá này. Tôi đã học được rất nhiều điều trong thời gian tại Việt Nam cùng với những kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên. VinFast không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp trẻ mà còn là một cộng đồng được thúc đẩy bởi đam mê và cam kết phục vụ những điều tốt nhất tới khách hàng. Với màn ra mắt của hai mẫu xe điện VinFast tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021, LA Auto Show 2021, VinFast đang dần tiến tới trở thành thương hiệu xe điện trên toàn cầu. Tôi tin rằng VinFast sẽ rất thành công ở Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á nữa. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho hành trình tiếp theo của hãng. Cảm ơn VinFast, cảm ơn Vingroup, cảm ơn Việt Nam. Như đã đưa tin thì vào trước đó, vào hồi cuối tháng 7 2021, Vingroup đã bổ nhiệm ông Michael Lohkeusler làm tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Ông Michael Lohkeusler chịu trách nhiệm mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quả báo VinFast ra toàn thế giới. Ông Michael Lohkeusler sinh năm 1968, có quốc tịch Đức. Ông nhận được bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh vào năm 1992 tại Đại học Khoa học ứng dụng Osnabrück tại Đức và Đại học Barcelona tại Tây Ban Nha. Trong quá trình làm việc, ông Michael Lohkeusler còn theo học và nhận được bằng thạc sĩ quản trị marketing châu Âu vào năm 1996 tại Đại học Brunel, London. Trong hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực ô tô, ông Michael Lohkeusler là người từng giữ các chức vụ quản lý chủ chốt như là phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính tại Mitsubishi Motors châu Âu, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính tại Volkswagen Mỹ, tổng giám đốc Opel toàn cầu. Trong quãng thời gian giữ vị trí lãnh đạo cao nhất ở hãng xe Opel, ông Michael Lohkeusler đã từng giành được nhiều giải thưởng dành cho nhà điều hành hãng xe xuất sắc, trong đó bao gồm giải thưởng Eurostar 2019 của tạp chí ô tô Automotive News Europe, giải thưởng Manbest năm 2019 được bình chọn bởi hội đồng giám khảo của tổ chức Autobest và giải thưởng Manager of the Year 2019 của tạp chí Autodidacte. Hai chân theo doanh nghiệp và tiếp thị, cà phê F, Đầu Đáo TV tổng hợp và đề tình. Dấu ấn để lại của cựu CEO VinFast toàn cầu sau 5 tháng cầm cương, lên kế hoạch IPO tới hành trình giới thiệu hai mẫu xe điện tại nước Mỹ. Dù rằng là thời gian tại vị của ông không quá dài, thế nhưng ông Michael Lohkeusler cũng đã để lại được những dấu ấn nhất định trong bước đi của hãng xe Việt VinFast trong năm 2021. Nói về hành trình này, thì ông Michael Lohkeusler bắt đầu làm việc tại Vingroup với vai trò là tổng giám đốc VinFast toàn cầu từ ngày 27 tháng 7 năm 2021. Vào thời điểm đó, theo thông tin được chính Vingroup công bố, ông Michael Lohkeusler sẽ trực tiếp quản lý và điều hành các thị trường của VinFast hiện có, bao gồm cả Việt Nam và cả nước ngoài, là thị trường Mỹ, Canada, Pháp, Đức và thị trường Hà Lan. Sau đó thì ông sẽ có mặt tại Việt Nam vào hồi tháng 8 năm 2021. Nói về quyết định gia nhập vào VinFast, ông Lohkeusler từng cho biết: "Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn bị thu hút bởi những thử thách mới. Khi mà có cơ hội được làm việc với VinFast, ngay lập tức tôi đã bị thu hút bởi những cơ hội tăng trưởng của hãng xe Việt." Lên kế hoạch đưa VinFast IPO tại đất Mỹ. Giữa tháng 11 năm 2021, ông Michael Lohkeusler xác nhận hãng xe Việt có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trong một vài năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc VinFast có thể là hãng xe điện tiếp theo gia nhập vào danh sách các công ty xe điện đại chúng tại nước Mỹ. Tuy nhiên thì ông Michael Lohkeusler cũng là cựu CEO của Volkswagen vào thời điểm đó cho biết: "Tất nhiên là chúng tôi làm việc thông qua nhiều lựa chọn khác nhau. Chúng tôi có những kế hoạch riêng của mình. Tuy nhiên đúng là như vậy, chúng tôi cũng sẽ tiến hành IPO tại Mỹ trong một hoặc hai năm tới." Bên cạnh đó thì ông Lohkeusler cũng tiết lộ công ty coi rằng việc sản xuất tại nước Mỹ là một trong những quyết định chiến lược cực kỳ quan trọng, bởi việc vận chuyển ô tô trên thế giới cần phải có sự thiết lập trong một thời gian dài. Đồng thời ông nói thêm: "Chúng tôi muốn làm mọi thứ tại thị trường Mỹ. Muốn mở 60 showroom, xây dựng nhà máy tại Mỹ." Còn nhớ trong một bài phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN,
ông Michael Loeschler đã từng chia sẻ rằng VinFast muốn trở thành thương hiệu toàn cầu và nếu như muốn làm được điều đó thì doanh nghiệp cần phải đến đất Mỹ. Trong một email gửi cho hãng tin Reuters vào thời điểm mới nhậm chức, ông Michael Loeschler đã viết như sau: vẫn còn sớm để có thể đưa ra được bất kỳ dự đoán nào về doanh số bán hàng, nhưng VinFast sẽ trình làng hai mẫu xe điện mới nhất, đó là VinFast VF E35 và VinFast VF E36 tại triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2021 vào tháng 11/2021, đánh dấu cột mốc chính thức của chúng tôi tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó thì ông Michael cũng cho biết thêm rằng VinFast đã có văn phòng tại California, Mỹ và dự kiến sẽ khánh thành 60 showroom trên khắp nước Mỹ trong năm 2022. Vị cựu CEO khi ấy cũng tiết lộ thêm rằng hãng VinFast chưa có kế hoạch thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường ô tô nói chung và ô tô điện nói riêng đang lớn nhất trên thế giới. Xuất hiện tại Los Angeles Auto Show 2021, giới thiệu hai mẫu xe điện mới. Một trong những sự kiện quan trọng nhất của VinFast trong năm 2021 chính là tham dự triển lãm ô tô lâu đời Los Angeles Auto Show 2021 tại nước Mỹ, qua đó chính thức giới thiệu hai mẫu xe điện hoàn toàn mới của hãng, đó là VF E35 và VF E36 dành riêng cho khách hàng quốc tế. Tại triển lãm, đích thân ông Michael Loeschler là người đã có bài thuyết trình và giới thiệu về hai dòng xe mới của hãng xe Việt Nam VinFast. Bên cạnh đó thì ông cũng là một trong hai người đã tự tay mình vén rèm chính thức trình làng hai mẫu xe điện mới. Ông Michael Loeschler, cựu tổng giám đốc VinFast toàn cầu đã phát biểu như sau: chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho khách hàng cùng bứt phá giới hạn và chung tay vào cuộc cách mạng về xe điện để đẩy nhanh các giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Về tân giám đốc VinFast toàn cầu, bà Lê Thị Thu Thủy, tập đoàn Vingroup cho hay bà Thủy sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại các thị trường VinFast hiện nay bao gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan. Tiếp tục trong giai đoạn tiếp theo, bà Thủy cũng là người sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và mở rộng kinh doanh sang các thị trường tiềm năng khác trên toàn cầu. Quay trở lại với ông Michael Loeschler, ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành ô tô tại Mitsubishi châu Âu năm 2001. Đến năm 2004, ông gia nhập vào tập đoàn Volkswagen, nơi mà ông đã làm việc với vai trò là giám đốc tài chính cho Volkswagen Group ở Mỹ. Vào năm 2012, ông Michael Loeschler tìm kiếm thử thách mới trong vai trò là giám đốc tài chính tại một hãng xe ô tô khác có tên là Opel. Sau đó, tới năm 2017, ông Michael Loeschler được bổ nhiệm làm CEO của công ty Opel, chỉ một thời gian ngắn sau khi tập đoàn PSA mua lại Opel từ tập đoàn General Motors GM. Năm 2018, sau một năm dưới bàn tay của ông Michael Loeschler, hãng xe Opel đã có lãi. Fire Holdings thành lập Fire Space quy mô gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, muốn bay vào vũ trụ năm 2026. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fire Holdings đã họp và ra nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Fire Space và các nội dung đăng ký doanh nghiệp của Fire Space. Cụ thể thì Fire Space sẽ có vốn điều lệ là 26.688 tỷ đồng, trong đó Fire Holdings góp 5% vốn, tương đương 1.334,4 tỷ đồng. Công ty này sẽ đặt trụ sở tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Fire Space được thành lập với chiến lược phù hợp với quyết định 169/QĐ-TTG ngày 4 tháng 2 năm 2021 về chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó thì mục tiêu của Fire Space là trong giai đoạn 2026-2030 có được chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Kiên Giang nếu như được cơ quan quản lý cấp phép. Fire Space sẽ IPO tại thị trường chứng khoán Mỹ ngay trong năm 2022 để huy động nguồn vốn thực hiện dự án. Hội đồng quản trị Fire Holdings giao cho ban tổng giám đốc phối hợp và hỗ trợ Fire Space xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu thành lập công ty. Trước đó vài ngày, Fire Holdings đã ra nghị quyết về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án cảng vũ trụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của công ty con là công ty cổ phần tập đoàn Fire Group. Dự án này sẽ được xây dựng với mục đích là phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Bên cạnh đó thì dự án sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc. Mặt sang khai trương cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên, mục tiêu giúp 10.000 ông chủ trở thành triệu phú đô la Mỹ của Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincomex thuộc tập đoàn Masan Group đã khai trương hai cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên tại thành phố Hà Nội. Đây là cửa hàng đầu tiên nằm trong mục tiêu phát triển 20.000 cửa hàng nhượng quyền, 10.000 cửa hàng tự sở hữu, phục vụ từ 30 đến 50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025 của Masan. Cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền là mô hình mini mall đa tiện ích được chuẩn hóa với hệ thống đặt hàng, kiểm soát tồn kho tự động. Đồng thời, nhân sự được tuyển dụng, đào tạo và danh mục hàng hóa được tư vấn bởi WeCommerce.
Với quy mô này, tập đoàn Masan cho biết người tiêu dùng sẽ được tiết kiệm từ 5 đến 10% cho các nhu cầu thiết yếu của mình. Nhà sản xuất và nông dân sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5 đến 10%, còn đối tác nhượng quyền bán lẻ sẽ gia tăng lợi nhuận từ 5 đến 10% so với hoạt động hiện tại. Theo thông tin trong một bản kế hoạch nhượng quyền, tập đoàn Masan không giấu giếm đi tham vọng muốn biến 10.000 chủ cửa hàng nhượng quyền trở thành triệu phú đô la Mỹ của Việt Nam trong tương lai. Điều kiện để tham gia vào hệ thống nhượng quyền này là những doanh nghiệp cá nhân quan tâm tới mô hình cửa hàng bán lẻ hiện đại, đáp ứng được yêu cầu về mặt bằng và vốn. Cụ thể thì là có nhà mặt phố hoặc là shop house sẵn sàng đầu tư chi phí từ 1 đến 2 tỷ đồng, diện tích mặt bằng lớn hơn 100m² với mặt tiền rộng 6m, vị trí mặt đường hoặc là chân chung cư. Mục tiêu của Masan là xây dựng nền tảng Part of Life phục vụ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trên cùng một nền tảng, hướng tới phục vụ 30 đến 50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025 bằng việc vận hành 10.000 cửa hàng bán lẻ tự sở hữu và 20.000 cửa hàng nhượng quyền. Wincommerce hiện nay là nhà bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất tại Việt Nam nếu như xét về số lượng điểm bán, với gần 3.000 siêu thị và cửa hàng Walmart, Walmart Plus tại 60 tỉnh thành trên cả nước. Thông tin cho biết, đơn vị này duy trì hơn 90% tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống, thu hút hơn 32 triệu khách hàng mỗi tháng. Các cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đầu tiên được khai trương kết hợp cùng với kiosk Phục Long, mạng di động Ready và mô hình cửa hàng Walmart Plus nhượng quyền đa tiện ích sẽ còn tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Đột nhập vào nhà máy VinFast, xem trái tim xe điện VinFast VF E34 siêu to khổng lồ đặc biệt như thế nào. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, VinFast đã chính thức bàn giao lô xe điện thông minh đầu tiên VF E34 cho khách hàng đặt mua trước đó. Cũng trong ngày bàn giao, hãng xe VinFast cho phép khách hàng và truyền thông tham quan khu vực sản xuất pin xe điện nằm trong nhà máy VinFast tại Hải Phòng. VinFast cho biết đã hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài để sở hữu công nghệ tự sản xuất pin ngay tại Việt Nam với dòng pin đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo quan sát thì không có quá nhiều công nhân trong nhà máy pin bởi vì hầu hết các công đoạn đều được làm tự động bằng robot nhằm đảm bảo tính chính xác 100%. Khối pack pin có trọng lượng khoảng 300 kg gồm 11 pack pin với 2.420 sao pin pack. Vỏ ngoài cùng của khối pin có hai phần. Phần bên dưới cùng là khay để pin, housing. Khay này được chia thành nhiều khoang nhỏ để các khối pin vào trong. Bên trong lõi của một tấm pin là rất nhiều các chi tiết nhỏ, từ các cell pin, bệ đỡ cell pin và bộ phận tản nhiệt. Các thành phần lõi pin với module cell pin, bộ điều khiển điện tử, trong đó thì có linh kiện cấu thành tạo nên quả pack pin như linh kiện nhựa, điện tử đều được sản xuất tại nhà máy tổng hợp VinFast. Còn cell pin thì được nhập khẩu của Samsung SDI. Trước khi được đưa vào lắp ráp, toàn bộ cell pin sẽ được phân loại nhằm cân bằng điện áp của các quả cell pin nhỏ với nhau, tăng tuổi thọ của cell pin. Các cell pin sẽ trải qua nhiều công đoạn như là lắp vào các vỏ holder nhựa, lắp ống làm mát hay được nối với nhau qua các tấm điện cực một cách tự động. Tại đây thì pack pin hoàn chỉnh sẽ được lắp ráp với những quy trình kiểm định hết sức nghiêm ngặt. Các ống mát sẽ được kiểm tra rò khí và kiểm soát chống rò tuyệt đối. Các mối hàm vỏ cell pin cũng sẽ được công nhân của nhà máy kiểm tra cẩn thận. Tiếp đến là các công đoạn như lắp sensor để cảm nhận điện áp của vỏ cell pin, lắp bằng mạch điều khiển. Module hoàn thiện sẽ được robot lắp tự động vào vỏ pin, sau đó thì tiếp tục được lắp thành cái dẫn điện nối với các module với nhau, tạo thành một pack pin có điện áp cao. Quả pin hoàn thiện sẽ trải qua thêm các công đoạn như là kiểm tra rò khí, an toàn, chức năng, đảm bảo khi kết nối vào chiếc xe sẽ đạt 100% hiệu suất. Để đảm bảo được an toàn thì mọi công đoạn lắp ráp liên quan đến điện áp đều được thực hiện tự động hóa bằng robot. Theo VinFast cho biết, pin lithium-ion của VF E34 có dung lượng 42 kW, đạt chuẩn chống nước IP67, chịu ngập được tới 1 mét trong vòng 30 phút cho quãng đường di chuyển 285 km. Với chế độ sạc thông thường, công suất sạc là 3,3 kW thì mất khoảng 8 đến 10 tiếng để sạc được pin. Còn với chế độ sạc nhanh thì pin chỉ cần 18 phút sạc là sẽ đủ cung cấp năng lượng để di chuyển được quãng đường khoảng 180 km. Pin được đặt ở bên dưới sàn xe có cơ chế bảo vệ 3 vòng chống rò điện bằng phần mềm, phần cứng và chống quá dòng quá nhiệt theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì khối pin này còn có thể hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ từ âm 40 độ C cho đến 80 độ C mà chất lượng thì không bị ảnh hưởng. Bộ pin được xem là trái tim năng lượng của chiếc xe ô tô điện. Và trên chiếc xe VinFast VF E34 thì pin là cấu phần chiếm tới 30% giá thành. Chân dung thủ lĩnh mới của Viettel, tân chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tào Đức Thắng. Đại tá Tào Đức Thắng sẽ giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thay ông Lê Đăng Dũng nghỉ hưu. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 2200 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thay ông Lê Đăng Dũng nghỉ hưu theo chế độ.
từ bác sĩ mạng điện thoại di động. Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15 tháng 7 năm 1973 ở một miền quê nghèo ở Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, ông làm việc cho công ty điện thoại thuộc Bưu điện Hà Nội. 10 năm sau, khi Viettel bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng kỹ thuật Viettel. Vào thời điểm đó, ông nhận nhiệm vụ cùng đội chuyên gia nước ngoài thực hiện tối ưu mạng lưới. Mọi thứ gặp rất nhiều khó khăn khi kết quả không như ý muốn. Không bỏ cuộc, ông cùng tổ kỹ thuật lao vào nghiên cứu và lặn lội từ thành phố tới nông thôn, miền núi để tìm hiểu, thử nghiệm. Hàng trăm phương án, biện pháp được đưa ra như khi thì nâng anten lên, khi chút xuống, cài thêm quạt, sang tải, điều chỉnh công suất, tần số, v.v. Nhiều khi, ông cùng đồng đội thức trắng đêm dịch tài liệu nước ngoài, tìm hiểu từng tính năng thiết bị rồi tổ chức hội thảo. Cuối cùng, Thắng và đồng nghiệp tìm ra bộ tham số điều khiển công suất cho đường vô tuyến. Đây chính là phương thuốc điều trị thành công căn bệnh rất mạng. Phương pháp này sau đó đã được phổ biến trong các đơn vị Viettel trên toàn quốc và cả nước ngoài. Việc tối ưu, nâng cao chất lượng mạng di động Viettel từ đó cũng trở nên dễ dàng đối với cán bộ kỹ thuật Viettel. Và quan trọng hơn, việc tối ưu mạng hoàn toàn do người Việt ở Viettel làm chủ, không phải thuê chuyên gia nước ngoài. Sau thành công ban đầu, trưởng phòng kỹ thuật Viettel Tào Đức Thắng cùng đồng đội từng bước hoàn chỉnh bộ quy chuẩn thông số kỹ thuật, tức KPI, giúp nâng cao chất lượng mạng Viettel từ mức không đạt tiêu chuẩn thành mạng có nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn quốc tế. Cũng nhờ chất lượng mạng được cải thiện, số thuê bao nhập mạng phát triển nhanh, Viettel trở thành mạng di động có số thuê bao lớn nhất Việt Nam. Đến tân chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel. Nhiều sáng kiến, ý tưởng của ông Thắng đã được áp dụng trên hệ thống với hiệu quả cao, làm lợi cho tập đoàn hàng trăm tỷ đồng như công cụ giám sát chất lượng roaming quốc tế, tối ưu hóa tham số đổ chuông, chuyển đổi kết nối, xây dựng phần mềm quản lý văn phòng, V-Office, v.v. Nhờ thành công ấy, ông Thắng được làm phó giám đốc phụ trách trung tâm điều hành kỹ thuật của công ty Viettel Telecom thuộc tổng công ty viễn thông Viettel đến tháng 9 năm 2007, rồi đảm nhiệm chức giám đốc trung tâm đến tháng 8 năm 2008. Sau đó, ông Tào Đức Thắng trở thành phó giám đốc tổng công ty viễn thông Viettel từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010. Giám đốc tổng công ty mạng lưới Viettel từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 7 năm 2013. Tổng giám đốc Viettel Global từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Trên cương vị tổng giám đốc tổng công ty Viettel Global, ông Thắng đã góp phần tích cực trong việc mở rộng thị trường viễn thông của Viettel tại 9 quốc gia thuộc 3 châu lục với vùng phủ tới 175 triệu dân. Đàm chuông đi đánh xứ người từ 2008, tuy không được đánh giá cao so với các đối thủ ngoại, song với chiến lược kinh doanh khác biệt, Viettel Global dưới sự lãnh đạo của ông Thắng đã từng bước gây dựng được tên tuổi trên thị trường quốc tế. Ông Thắng đã từng nói sau khi Viettel Global đạt mức kinh trưởng kinh ngạc năm 2014 rằng chính người bản địa sẽ chọn lựa thương hiệu riêng như một niềm tự hào đại diện cho quốc gia của họ. Năm 2018, trong sự kiện Mobile World Congress, ông Thắng cũng gây ấn tượng mạnh khi trò chuyện với bà Laurence Delpy, giám đốc mạng lưới di động châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản Nokia. Ông nhắc đến tầm nhìn chiến lược và triết lý trong kinh doanh vì con người. Trở thành tân chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ông Tào Đức Thắng sẽ tiếp nối những người tiền nhiệm như ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Đăng Dũng, nghỉ hưu theo chế độ. Viettel hiện là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2021 với định giá 6,061 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp, Viettel giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này của Brand Finance với giá trị thương hiệu tăng thêm 260 triệu USD so với năm trước đó. Tại bảng xếp hạng 2021, thương hiệu của Viettel có giá trị gấp 2,2 lần thương hiệu đứng thứ 2 và tương đương tổng giá trị của 3 thương hiệu ở vị trí được xếp liền sau. Viettel cũng là nhà khai thác viễn thông duy nhất và là tập đoàn, tổng công ty nhà nước duy nhất góp mặt trong top 10 danh sách V1000. Giai đoạn 2016-2021, Viettel đã đóng góp hơn 230.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Để duy trì mức độ tăng trưởng, Viettel đã chuyển dịch chiến lược từ năm 2018, tập trung đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số và chuyển dịch thành công thành một nhà cung cấp dịch vụ số. Viettel hình thành 6 lĩnh vực nền tảng của xã hội số bao gồm hạ tầng số, giải pháp số, tài chính số, nội dung số, an ninh mạng và sản xuất công nghệ cao.
Viettel cũng là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các sản phẩm số nền tảng, đặc biệt là triển khai chính phủ số, trung tâm điều hành đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số, giao thông số, v.v. Trong lĩnh vực nghiên cứu, Viettel sản xuất và thử nghiệm thành công thiết bị 5G trên mạng lưới, đưa Việt Nam vào danh sách 6 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G. Về đổi mới sáng tạo, đến nay, Viettel đã có 44 bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam và 7 bằng sáng chế được cấp tại Hoa Kỳ. Khách Việt đầu tiên nhận VF E34, bứt tốc tốt, đáng mua, có người tậu đủ bộ xe VinFast. Thiết kế và cảm giác lái chiếc ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, VF E34 khiến nhiều vị khách ấn tượng. Ấn tượng và đáng mua. Sáng 25 tháng 12, tại nhà máy VinFast Hải Phòng, hãng xe thương hiệu Việt đã chính thức bàn giao lô xe ô tô điện thông minh đầu tiên cho khách hàng đặt tại thị trường Việt Nam. Hàng loạt những tính năng, chính sách về pin, sạc cũng được hãng xe Việt công bố, mang lại nhiều phấn khích cho những vị khách nhận xe. Những chiếc ô tô điện VinFast VF E34 đầu tiên chuẩn bị lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Hơn 2 tháng kể từ khi chính thức ra mắt thị trường, những chiếc xe điện VF E34 đã đến tay khách hàng. Những chiếc ô tô điện thương mại đầu tiên của Việt Nam lăn bánh. Đã có tới 2.500 khách hàng đặt mua VinFast VF E34 trong đợt đầu tiên. Nguyễn Mạnh Thắng, 48 tuổi, tại Mễ Trì, Hà Nội, là vị khách thứ 5 đặt mua chiếc xe điện của VinFast. Anh tâm sự, mặc dù đã sở hữu nhiều dòng xe khác nhau, nhưng vì ấn tượng cách làm đặc biệt của Vingroup, cũng như sự thần tốc của hãng xe VinFast, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm mà đã ra mắt hàng loạt những mẫu xe ăn khách, anh Thắng ngay lập tức đã đặt mua chiếc VF E34 trong đợt đầu mở bán. Anh Thắng nhận xét, ngay sau khi cầm lái chiếc E34 màu đỏ tại buổi lễ bàn giao xe, tổng thể chiếc xe điện khiến tôi rất hào hứng. Hơn nữa, đây còn là chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam. Tôi thích sự linh hoạt, năng động của một chiếc xe và rõ ràng là chiếc xe điện của VinFast đáp ứng được điều này, cùng thêm ưu thế trong việc tăng tốc. Chưa kể, khi lái, tôi cảm nhận E34 cách âm tốt và hệ thống treo cực kỳ ổn định, đầm, chắc. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một khách hàng ở Hà Nội, hào hứng khi nhận bàn giao xe. Không chỉ hài lòng về chiếc xe anh đặt mua, anh Thắng cho hay nhà sản xuất đã tặng vợ chồng anh một chậu cây nhỏ khiến anh và vợ ưng ý bởi từ lâu cả hai đã muốn có những hoạt động hướng đến môi trường. Anh thích VinFast ở điểm này. Không chỉ cảm giác lái và đồ hoàn thiện của chiếc xe điện VinFast, anh Thắng đánh giá trị mà hãng xe Việt mang lại cho khách hàng tương xứng với chi phí mà anh đã mua xe. Anh Thắng đánh giá với mức giá ưu đãi mua xe đợt đầu là 590 triệu đồng kèm với các hỗ trợ về phí trước bạ, tính ra đến nay tôi chỉ phải thanh toán ở mức khoảng 495 triệu đồng. Với số tiền này thì đây là chiếc xe cực kỳ đáng mua. Cách làm của VinFast không giống với bất cứ hãng xe nào trên thế giới. Tôi nghĩ là VinFast sẽ thành công. Các vị khách hào hứng trải nghiệm chiếc xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Đặt mua xe ngay đợt đầu tiên, anh Thành Lê, khách hàng tại Hà Nội cho biết, đây sẽ là chiếc xe được anh sử dụng hàng ngày. Dù đã tìm hiểu rất kỹ về thông số, thông tin về xe trước đó, nhưng thực sự khi cầm lái thì mọi thứ đều rất bất ngờ, ấn tượng. Đầu tiên, tôi ưng ý vì xe đẹp, điều khiển giọng nói dễ dàng. Thứ nữa, không gian xe rộng rãi, ngay cả khi tôi kéo kịch ghế lái thì ngồi ở phía sau tôi vẫn thoải mái, dư được khoảng 20-25cm để chân. Xe tăng tốc tốt, điều khiển dễ dàng, đó là điều tôi mong chờ ở một chiếc xe điện, anh Thành Lê cho biết. Theo vị khách hàng, dù còn cần thời gian để sử dụng, trải nghiệm, nhưng với những gì VinFast đã làm khi ra mắt các dòng xe như Lux và Din, anh tin chắc và mong đợi bộ khung gầm của xe ổn định, chắc chắn và mang lại sự tin cậy cho người dùng. Tôi cũng mong rằng sản phẩm này sẽ đáp ứng sự hài lòng cho những người tiêu dùng, anh Thành Lê chia sẻ. Cảm giác lái được của nó. Trong buổi lễ ra mắt, Nguyễn Đức Hùng, trú tại Long Biên, Hà Nội là vị khách khá đặc biệt khi anh có gần đủ chọn bộ xe VinFast kể từ khi hãng xe ra mắt tại Việt Nam. Hùng cho biết anh mua chiếc E34 ngay từ đợt đầu mở bán và sẽ sử dụng chiếc xe để di chuyển hàng ngày vì E34 thích hợp với nhu cầu của anh, di chuyển nội đô, gọn gàng. Anh Hùng nói, VinFast đã sản xuất xe rất nhanh, tôi ấn tượng ở điều đó. Thêm nữa, tốc độ mở điểm sạc cũng thần tốc. Với nhu cầu hiện tại của bản thân, tôi không lo lắng về sạc điện. Ngoài ra, các doanh nghiệp đồng hành với môi trường không phải mới, nhưng cách VinFast hiện thực điều đó thì ngay lập tức, bằng việc họ trồng cây cho mỗi chiếc xe được bán ra. Hay như hôm nay tặng khách hàng một chậu cây khiến tôi thấy ấn tượng, cho thấy sự quyết đoán, quyết liệt. Họ đã không quên lời hứa đó với khách hàng từ khi đặt mua và bàn giao xe, rất tri ân và hoan nghênh. VinFast đã lắng nghe khách hàng. Anh Thanh Tùng nhận xét,
Họ đã điều chỉnh rất nhanh các chính sách chăm sóc khách hàng, thuê pin khi có những chia sẻ của người dùng trên truyền thông trong thời gian vừa qua. Ngoài hợp lý, tôi thích cách làm của họ nhanh chóng như vậy. Cùng với việc bàn giao lô xe điện đầu tiên, VinFast cũng chính thức công bố gói thuê 3 pin mới cho khách hàng tại Việt Nam. Theo đó, VinFast đã giảm gói tối thiểu từ quãng đường 1.400 km một tháng xuống còn 500 km một tháng. Cụ thể, mức thuê bao hàng tháng là 657.500 đồng một tháng cho quãng đường tối đa 500 km một tháng. Trường hợp đi quá 500 km một tháng, khách hàng sẽ trả thêm phí thuê pin cho VinFast theo đơn giá 1.315 đồng một km vượt. Khi khả năng tiếp nhận sạc pin xuống dưới 70%, VinFast sẽ thay pin mới hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. VinFast cam kết cho khách hàng thuê pin trọn vòng đời sản phẩm và sẽ cố định giá thuê pin theo từng năm. Vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, VinFast sẽ điều chỉnh giá thuê pin và việc điều chỉnh giá thuê pin chỉ dựa trên mức tăng giảm của giá điện xăng. Tất cả 25.000 khách hàng tiên phong sẽ được miễn phí 12 tháng đầu tiên thuê pin. Mức phí sạc xe tại trạm sạc công cộng của VinFast là 2.834 đồng 1 kWh, chưa bao gồm VAT, tương đương với đơn giá điện bậc 5 do Bộ Công Thương công bố ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nếu pin đã sạc đầy nhưng xe vẫn chiếm vị trí sạc, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm khoản phí 1.000 đồng một phút kể từ phút thứ 31 trở đi. Chi phí này sẽ được thanh toán cùng với phí thuê pin hàng tháng. VinFast chỉ mất vỏn vẹn 11 tháng để ra mắt mẫu xe ô tô đầu tiên. Thế nhưng vì sao mà gã nhà giàu Apple lại loay hoay tới cả 8 năm trời thay 5 đời lãnh đạo vẫn chưa thể tạo ra được Apple Car? VinFast chỉ mất 11 tháng để cho ra mắt mẫu xe ô tô đầu tiên, còn Apple đã 8 năm chưa thể tạo ra được Apple Car. Tờ Bloomberg nhận định, thật khó tin khi mà dự án xe ô tô tự lái của Apple đã bước vào năm thứ 8. Với phong độ thất thường như vậy, dường như năm 2022 sẽ là thời điểm quan trọng nhất của Apple Car. Nguyên mẫu iPhone ban đầu vốn nổi tiếng ẩn giật trong phòng thí nghiệm tới 3 năm trước khi được tung ra thị trường. iPad đầu tiên và Apple Watch cũng được phát triển trong khoảng thời gian tương tự. Ngoài ra thì công việc sản xuất tai nghe thực tế hỗn hợp của Apple cũng bắt đầu từ khoảng năm 2016. Và nếu như mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sản phẩm này sẽ được giới thiệu ra thị trường sau 6 năm, tức là vào năm 2022. Tất cả các sản phẩm mới đó đều chứng kiến sự dẫn đầu khá nhất quán trong suốt thời kỳ tai nghe ban đầu. Thế nhưng Apple Car, cái tên mà nhiều chuyên gia trong ngành đặt cho dự án xe tự hành của hãng Apple, dường như lại đang trải qua một sự xáo trộn lớn về nhóm lãnh đạo. Dự án bắt đầu vào khoảng năm 2014 dưới sự chỉ đạo của Steve Jadecki, một cựu kỹ sư của Ford và trở thành giám đốc điều hành iPhone và iPod. Sau đó, vị trí này được giao cho cựu giám đốc bộ phận phần cứng Dale Ruschel và tiếp sau đó nữa là cho người tiền nhiệm của ông là Bob Mansfield, người đã nghỉ hưu vào năm 2020. Giám đốc điều hành cũ của Tesla, Doug Field, đã nắm quyền lãnh đạo dự án trong một khoảng thời gian từ năm 2018 cho đến tháng 9 năm 2021. Khi Field rời khỏi công ty, vị trí dẫn đầu dự án rơi vào tay của Kevin Lynch. Không giống như bốn nhà lãnh đạo trước đó, Lynch không có chuyên môn về lãnh đạo phần cứng cũng như là lịch sử nghề nghiệp trong thế giới xe hơi. Kinh nghiệm của ông chỉ dừng lại ở mặt phần mềm. Lynch đã biến Apple Watch từ một sản phẩm không có mục đích rõ ràng trở thành một thiết bị không thể thiếu để nhận được thông báo và theo dõi sức khỏe cho hàng triệu người dùng. Phần mềm là cốt lõi của Apple Car theo ít nhất hai cách. Phần mềm tự lái cơ bản sẽ cung cấp năng lượng cho xe và như với tất cả mọi sản phẩm của Apple, hệ điều hành mà người dùng sẽ tương tác để vận hành chiếc xe. Khi nhận nhiệm vụ, Lynch đã đưa ra một hướng đi mới duy nhất cho dự án này. Đó là một chiếc xe hoàn toàn tự động, không cần tới vô lăng, bàn đạp và hướng tới trải nghiệm giống như xe limousine. Ông cũng thúc đẩy nhóm phát triển được gọi là nhóm các dự án đặc biệt bắt kịp tiến độ công việc và hướng tới mục tiêu giới thiệu chiếc Apple Car sớm nhất vào năm 2025. Bây giờ Lynch đã tìm ra được những gì mà ông muốn từ dự án này. Ông và Apple phải thực hiện theo tầm nhìn đó. Thách thức lớn nhất ngoài việc hoàn thiện công nghệ sẽ là giữ chân những tài năng sẽ biến chiếc xe hơi này thành hiện thực. Tuy nhiên thì Apple từ chối bình luận về vấn đề này. Mặc dù Field về tên tuổi và danh hiệu là sự ra đi đáng chú ý nhất từ nhóm Apple Car trong năm 2021, thế nhưng ông chỉ là một trong số rất nhiều người đã rời đi. Vào đầu năm 2021, làn sóng rời đi bắt đầu với 4 trong số các nhà lãnh đạo Apple Car hàng đầu của công ty. Tất cả khi ấy đều đang báo cáo cho Phil, bao gồm Dave Scott, Jay McGrady, Dave Rosenthal và Benjamin Lyon. Phil sau đó chuyển sang hãng xe Ford. Không chỉ là những nhà quản lý hàng đầu đã từ chức, thì ít nhất có 3 kỹ sư chủ chốt làm việc về công nghệ pin, hệ thống lái và cả biến tự lái cũng đã rời đi. Một số cựu nhân viên của Apple đã tham gia vào các công ty khởi nghiệp taxi bay. Năm 2022 sẽ là một năm rất quan trọng đối với Apple. Mặc dù dự án Apple Car đã tìm ra tầm nhìn, thế nhưng họ cần phải thuê và giữ chân được những người phù hợp để làm cho cả hệ thống hoạt động được tốt.
Nếu không thể tìm ra được cách thực hiện điều đó sau một năm dưới thời giám đốc thứ 5 của Apple Car, thì có lẽ Apple nên xem xét lại tính khả thi của dự án này. Nếu không, họ có thể tính tới phương án chỉ cần bỏ ra một chút trong số gần 200 tỷ đô tiền mặt của mình để mua một số công ty khởi nghiệp xe điện mới để sớm có nguyên mẫu được Apple Car làm bánh. Bóc tách loạt 6 tính năng tự lái đẳng cấp cao của VinFast, hết sợ tắc đường. Cách đây chưa lâu, hai chiếc xe điện VinFast VF E35 và VF E36 đã chính thức trình diện thế giới tại triển lãm xe hơi Los Angeles. Tại đây, người tham dự triển lãm đã được chứng kiến và được tận tay sờ vào hai chiếc xe điện mà VinFast đã ấp ủ bấy lâu. Cùng với đó, VinFast đã công bố loạt tính năng của cả hai chiếc xe, trong đó có loạt tính năng thông minh cực hấp dẫn. Theo đó, cả hai chiếc xe điện VinFast VF E35 và VF E36 sẽ có tới 6 tính năng trợ lái hoặc tự vận hành, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc. Thực tế, tính năng này chưa từng được VinFast đề cập tới tính năng này. Theo phán đoán, rất có thể tính năng này sẽ hỗ trợ người lái điều khiển chiếc xe trong lúc tắc đường, có thể là điều khiển chiếc xe di chuyển đúng làn, hỗ trợ phanh và ga nhịp nhàng với xe phía trước. Tính năng này cũng được xếp vào loại tính năng tự lái mà VinFast và nhiều hãng xe lớn trên thế giới đang phát triển. Tính năng này khá tương đồng với tính năng đã có trên Ford, có tên là Ford Traffic Jam Assist. Trợ lái trên đường cao tốc. Tính năng này cũng chưa từng được VinFast đề cập tới. Theo phỏng đoán, tính năng trợ lái này sẽ giống như tính năng trợ lái Autopilot của Tesla. Theo đó, chiếc xe có thể tự vận hành trên đường cao tốc, tự di chuyển theo vận tốc và lộ trình đã cài đặt trước trên hệ thống điều khiển có kết nối vệ tinh. Cần lưu ý rằng tính năng này rất có thể sẽ không hoạt động trong đường nội đô, hoặc có hoạt động nhưng không ổn định. Lý do là bởi đường cao tốc thường có vạch kẻ đường rõ ràng, đường chất lượng tốt và các phương tiện di chuyển ổn định. Đây là các yếu tố rất cần để bộ máy tự lái trên một chiếc xe ngày nay hoạt động. Một điều thú vị là trong video giới thiệu về tính năng tự lái mà Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI thuộc VinGroup đã đăng tải gần đây, tính năng của VinAI được cho là có thể tự vận hành ngay cả trên đường không có vạch kẻ làn. Chưa rõ tính năng này đã được tích hợp trên xe của VinFast hay chưa. Tự động truyền làn. Tính năng tự động truyền làn đã có mặt trên nhiều chiếc xe của các hãng lớn trên thế giới, tiêu biểu là Tesla, Porsche và Lexus. Với tính năng này, hệ thống máy tính sẽ sử dụng dữ liệu từ cảm biến hoặc camera hướng trước của xe để xác định làn xe mà xe đang di chuyển. Khi người lái ra tín hiệu truyền làn, chiếc xe sẽ sử dụng thêm các cảm biến và các camera khác quanh xe để xác định luồng giao thông xung quanh. Khi xác định được môi trường xung quanh đủ an toàn để chiếc xe truyền làn, máy tính sẽ tự đánh lái sang làn mà người lái mong muốn. Triệu tập xe thông minh. Đây là một trong những tính năng tự lái bậc nhất rất nổi tiếng trên các mẫu xe của Tesla. Trên các mẫu xe Tesla, khi kích hoạt tính năng triệu hồi xe, chiếc xe căn cứ vào dữ liệu vệ tinh và dữ liệu từ các camera và cảm biến quanh xe để tự động di chuyển tới vị trí của người lái. Rất có thể hai chiếc xe điện VinFast VF E35 và VF E36 cũng có khả năng tương tự. Hỗ trợ đỗ xe toàn phần. Tính năng này đã xuất hiện trong video giới thiệu về các tính năng tự lái do Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI cách đây chưa lâu. Theo đó, chiếc xe đã sử dụng dữ liệu từ camera và các cảm biến quanh xe để tự tìm chỗ trống trong bãi đỗ xe. Sau đó, tự điều khiển vô lăng, chân ga và chân phanh để đưa chiếc xe tới đúng vị trí cần đỗ. Trong suốt quá trình, người lái có thể chỉ tham gia trong vai trò giám sát chứ không cần phải can thiệp vào quá trình chiếc xe tự đỗ. Tự đỗ. Cần giống với tính năng hỗ trợ đỗ xe toàn phần ở trên, với tính năng tự đỗ, người lái không cần phải ngồi bên trong xe mà thay vào đó là sẽ đứng ở bên ngoài giám sát chiếc xe. VinFast không mô tả gì về tính năng này, nhưng theo phán đoán thì người lái sẽ nhấn nút kích hoạt tính năng trên điện thoại. Sau đó, chiếc xe sẽ tự động đi tới vị trí đỗ xe. Tính năng này cũng sẽ được các hãng lớn như Audi, Mercedes, BMW phát triển. VinFast Lux A2.0 và President OAV về đại lý tại Lào. Nhiều khả năng đây chính là lô xe VinFast chính hãng đầu tiên được bán tại nước bạn Lào sau khi hãng xe VinFast ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Lào. Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh chiếc xe VinFast xuất hiện tại nước Lào nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lô xe này bao gồm 5 chiếc VinFast President và 13 chiếc VinFast Lux A2.0. Trong đó thì VinFast President được nhập về với khá nhiều màu sơn khác nhau, từ đen đến đỏ hay là xanh ngọc. Ở hiện tại chưa thấy chiếc xe Lux SA2.0 nào xuất hiện tại Lào.
và cần phải lưu ý rằng việc VinFast có mặt tại Lào không có gì là quá bất ngờ. Như chúng tôi đã đưa tin vào hồi tháng 6 2021, VinFast và Phonsap Thavi của Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để phân phối xe tại Lào. Phonsap Thavi có khả năng trở thành nhà phân phối độc quyền của dòng sản phẩm ô tô VinFast tại Lào. Mẫu xe đắt tiền nhất được đưa đến Lào trong đợt này là VinFast President. President là đàn anh của Lux SA2.0, có kích thước lớn hơn thế nhưng thiết kế lại có nhiều điểm tương đồng. Mẫu xe này được so sánh kích thước với BMW X7 hay là Mercedes-Benz GLS. Ngoài những chiếc xe VinFast President thì trong kho này còn có 13 chiếc Lux A2.0 có trang bị giống với phiên bản nâng cao, tức là bản tầm trung. Thông qua hình ảnh được chia sẻ trên mạng thì có thể thấy những chiếc xe này cũng có trang bị không khác gì so với xe bán tại Việt Nam. Sau khi thông tin về những chiếc xe VinFast tại Lào được chia sẻ, rất nhiều người quan tâm tới mẫu xe này, có những bình luận khen đẹp, còn có người thì bình luận rằng nếu như trúng số sẽ mua cho con gái đi học. Bên cạnh đó cũng có không ít người quan tâm tới giá bán của chiếc xe. Người bán cho biết chưa có giá bán cụ thể cho những chiếc xe này do chúng mới được đưa đến, nhưng nói là không đắt. Đang có lãi tới hàng nghìn tỷ đồng từ dịch vụ thanh toán, vì sao mà Vietcombank lại đưa ra chính sách miễn phí chuyển tiền online? Vietcombank, ngân hàng từng tiên phong trong chính sách thu phí, đã tuyên bố miễn phí chuyển tiền online cho mọi khách hàng từ năm 2022. Chính sách này là bước đi mới nhất của Vietcombank nhằm thực hiện một mục tiêu quan trọng mà hầu như nhà băng nào cũng đang nhắm tới vào thời điểm này. Vietcombank đưa ra thông báo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng này thực hiện điều chỉnh một số mức phí dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vietcombank sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số VCB Digibank, miễn phí duy trì dịch vụ VCB Digibank và phí quản lý một tài khoản mặc định đăng ký VCB Digibank. Đây là một tin vui đối với những người dùng dịch vụ Vietcombank vì trước đó mức phí của ngân hàng này áp dụng là khá cao so với các nhà băng khác. Chẳng hạn như phí chuyển tiền nhanh 24/7 khác hệ thống Vietcombank là từ 5.000 đồng trên một giao dịch cho đến 1 triệu đồng trên một giao dịch. Hay kể cả là chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank đi nữa thì cũng mất từ 2.000 đến 5.000 đồng cho mỗi một giao dịch. Đó là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra thì phí quản lý tài khoản mặc định trên VCB Digibank là 2.000 đồng trên tháng, còn phí duy trì dịch vụ VCB Digibank là 10.000 đồng trên tháng. Đồng thời trước đó thì Vietcombank cũng chỉ mới triển khai chính sách miễn phí giao dịch trực tuyến cho 4 gói tài khoản giao dịch, bao gồm VCB Account, VCB Plus, VCB Pro và VCB Advanced. Với việc miễn phí toàn bộ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vietcombank cũng sẽ chính thức dừng dịch vụ đăng ký mới đối với 4 gói tài khoản này. Như vậy, với động thái này, Vietcombank sẽ là nhà băng tiếp theo trong nhóm Big Four ngân hàng miễn phí chuyển tiền online mà lại không yêu cầu bất cứ một điều kiện kèm theo nào. Trước đó, Agribank và BIDV cũng đã công bố chính sách tương tự vào giữa năm 2021. Trong khi một loạt các ngân hàng khác đã miễn phí chuyển khoản từ nhiều năm trước đây, điển hình như là Techcombank với chính sách Zero Fee hay tiếp theo là VPBank, MB rồi cho tới cả TPBank. Tuy nhiên thì cũng cần phải nói thêm rằng, việc Vietcombank không thể đưa ra được quyết định miễn phí chuyển khoản online nhanh chóng như là các ngân hàng thương mại khác, bởi do đây vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng hàng đầu của ngân hàng này. Số liệu từ phiếu báo cáo tài chính cho thấy, trong giai đoạn 2016 đến 2020, khoản thu từ dịch vụ thanh toán với sự đóng góp chính của các loại phí chuyển khoản đã tăng hơn 2,2 lần từ mức 2.744 tỷ đồng năm 2016 lên con số 6.155 tỷ đồng trong năm 2020. Đồng thời, nguồn thu này luôn chiếm từ 60 đến 70% tổng thu nhập hoạt động dịch vụ của Vietcombank. Sau khi trừ đi chi phí, lãi thuần từ hoạt động thanh toán của Vietcombank cũng tăng lên gấp 2,7 lần từ mức 1.049 tỷ đồng năm 2016 lên con số 2.782 tỷ đồng năm 2020. Và con số này thì tương đương với một nửa tổng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ mà Vietcombank thu được trong cùng giai đoạn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Vietcombank tuy rằng là không công bố chi tiết khoản thu từ hoạt động thanh toán, tuy nhiên với tỷ trọng đóng góp dao động từ 45 đến 55% lãi thuần hoạt động dịch vụ, ước tính rằng Vietcombank có thể thu về khoản lãi thuần từ 2.000 đến 2.500 tỷ đồng từ dịch vụ này trong 3 quý đầu năm 2021. Nếu như là một nguồn thu cũng như là phần đóng góp hết sức quan trọng vào tổng doanh thu và lợi nhuận, thế thì vì sao mà Vietcombank lại đưa ra chính sách miễn phí chuyển tiền online? Việc miễn phí chuyển khoản online là bước đi mới của Vietcombank trong việc nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng quy mô khách hàng cũng như tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn CASA, tức là loại tiền gửi có mức lãi suất thấp nhất, thường chỉ ở 0,1% trên năm. Tỷ lệ CASA ở nhiều nơi thì đọc liền là CASA càng lớn, cho thấy được ngân hàng huy động được nhiều nguồn vốn rẻ, từ đó giúp cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần NIM,
Mặt khác, tỷ lệ này cũng gián tiếp phản ánh được hiệu quả của chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ tiện ích trong việc thu hút và tạo ra nền tảng khách hàng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch của Ngân hàng Vietcombank cho biết rằng tiền gửi giá rẻ là một trong ba trụ cột chính giúp cho ngân hàng tăng trưởng được. Trong đó, Vietcombank có nguồn tiền giá rẻ quy mô lớn nhất trong hệ thống, tỷ lệ CISA đang ngày càng gia tăng. Điều này cũng có nghĩa rằng với lợi thế đặc biệt, Vietcombank đang là một trong ba ngân hàng có tỷ lệ CISA cao nhất trong ngành, chỉ sau Techcombank và MB. Tuy nhiên thì ông lớn này đang dần bị hai ngân hàng đứng trước đó bỏ xa, đồng thời bị các nhà băng ở phía sau phả hơi nóng khi liên tục đưa ra các chính sách miễn phí dịch vụ. Tính đến cuối tháng 9 2021, tỷ lệ CISA của Vietcombank tại ngân hàng mẹ chỉ ở mức hơn 31%, thấp hơn khá nhiều so với MB ở mức 37% và Techcombank ở mức 49%. Các lãnh đạo của Vietcombank từng cho biết việc ngừng thu phí chuyển tiền online sẽ là một trong những chính sách nhằm đẩy mạnh kênh ngân hàng số và lượng tiền gửi không kỳ hạn của nhà băng, từ đó giúp hạ được chi phí vốn. Chi phí xây tuyến Cát Linh Hà Đông đủ xây 4 cảng vũ trụ chuẩn Mỹ. Việc xây dựng cảng vũ trụ ở Việt Nam đã có một nhóm các chuyên gia Nga đề xuất, vậy chi phí tham khảo để xây dựng cảng vũ trụ là bao nhiêu? Ý tưởng xây cảng vũ trụ ở Việt Nam. Cảng vũ trụ hoặc sân bay vũ trụ là địa điểm để phóng hoặc nhận tàu vũ trụ, tương tự như một cảng biển cho tàu hoặc một sân bay cho máy bay. Cảng vũ trụ là nơi phóng tàu vũ trụ vào quỹ đạo quanh trái đất hoặc trên quỹ đạo liên hành tinh. Hiện tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, vẫn chưa có cảng vũ trụ. Vị trí của một cảng hàng không vũ trụ thương mại có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tiềm năng, tính linh hoạt trong vận hành để hỗ trợ các hoạt động không gian thương mại. Theo Quân đội Nhân dân, một nhóm các nhà khoa học Nga, bao gồm những tên tuổi nổi tiếng, đã từng lập luận về lợi ích của việc xây dựng sân bay vũ trụ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để thúc đẩy sự phát triển sáng tạo vượt bậc trong lĩnh vực không gian của Nga và các đối tác. Trong đó, Việt Nam được tất cả công nhận là địa điểm chính và khả thi nhất để xây dựng công trình này. Nếu dự án này được triển khai thực sự ở Việt Nam, chi phí xây dựng và đi vào vận hành là bao nhiêu? Dưới đây là con số tham khảo từ việc xây dựng cảng vũ trụ ở Mỹ. Chi phí xây cảng vũ trụ ở Mỹ. Spaceport America hay còn được biết đến là sân bay vũ trụ khu vực Tây Nam là một cảng vũ trụ được cấp phép với diện tích gần 73 km2. Trong đó bao gồm diện tích hoạt động của khoảng 62 km2, nhà ga và nhà chứa có tổng diện tích là 10 km2. Spaceport America là sân bay vũ trụ được xây dựng với mục đích thương mại đầu tiên trên thế giới, được thiết kế và xây dựng đặc biệt cho người dùng thương mại. Cảng này được xây dựng để chứa tất cả các phương tiện hàng không vũ trụ phóng lên theo chiều thẳng đứng và chiều ngang, đủ khả năng để tổ chức một loạt các sự kiện phi vũ trụ và các hoạt động thương mại khác. Spaceport America thuộc sở hữu và điều hành bởi bang New Mexico, Mỹ thông qua một cơ quan nhà nước tên là Cơ quan Quản lý Cảng Vũ trụ New Mexico. Lần phóng tên lửa đầu tiên tại Spaceport America được thực hiện vào ngày 25 tháng 9 năm 2006. Kể từ năm 2006, hơn 300 lần phóng đã được tiến hành. Tuy nhiên, tới năm 2011, cơ sở mới tuyên bố mở cửa và tất cả các cơ sở cùng trang thiết bị mới đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2019. Theo một báo cáo được gửi tới Hội nghị và Triển lãm Hàng không và Vũ trụ năm 2014 của Mỹ, nếu một sân bay vũ trụ sử dụng một sân bay hiện có với đầy đủ các cơ sở hạ tầng sẵn có, chi phí cần thiết để hỗ trợ các hoạt động không gian thương mại là không cao, chỉ khoảng $1 triệu. Tuy nhiên, nếu sân bay vũ trụ được xây dựng từ đầu với mục tiêu cung cấp tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết, chẳng hạn như Spaceport America, thì tổng chi phí để đáp ứng mọi chức năng cũng như cảng vũ trụ thông thường là khoảng $200 triệu. Các phần cơ sở hạ tầng tốn kém nhất bao gồm phần mở rộng đường băng và đường lăn, trạm điều hành, nhà ga và cơ sở đào tạo phi hành gia vũ trụ. Trên thực tế, đến khoảng tháng 2 năm 2010, dự toán ngân sách giữa giai đoạn xây dựng có việc hoàn thành là cảng vũ trụ này là $198 triệu. Đến tháng 8 năm 2011, Spaceport America đã hoàn thành về cơ bản và chi phí của toàn bộ dự án là $209 triệu. Khách hàng chính của cảng vũ trụ này là những công ty hàng không và vũ trụ lớn của Mỹ, trong đó có cả Boeing. So sánh nhanh, so với tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, việc xây dựng một cảng vũ trụ tiêu chuẩn của Mỹ có chi phí thấp hơn rất nhiều lần. Tuyến Cát Linh Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga và một khu depot có tổng mức đầu tư ban đầu là 8.777 tỷ đồng, tương đương với gần $553 triệu. Sau đó điều chỉnh lên 18.002 tỷ đồng, tương đương với $668 triệu. Trong số này, vốn vay ODA Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam là 4.134 tỷ đồng.
Tổng thầu EPC là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và tư vấn giám sát thi công là Viện Nghiên cứu Thiết kế Công trình Đường sắt Bắc Kinh. Như vậy, nếu so với tổng mức đầu tư, có thể thấy chi phí cho một dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông bằng 4 lần xây cảng hàng không vũ trụ theo tiêu chuẩn Mỹ. Trong khi đó, tại Anh, một cảng vũ trụ có tên là Space Hub Sutherland quy mô nhỏ khoảng 10 km2 cũng đang được lên kế hoạch và sẽ đi vào hoạt động trước cuối năm 2022. Các vệ tinh phóng từ địa điểm này sẽ được sử dụng để quan sát trái đất, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu để theo dõi và giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu. Theo SIE, công ty khai thác hạt nhân và cơ quan vũ trụ Vương quốc Anh, chi phí đầu tư xây dựng cảng này chỉ khoảng 17,3 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 23 triệu đô la Mỹ. Hay nói cách khác, tổng số tiền đầu tư cho Cát Linh – Hà Đông có thể xây 37 cảng vũ trụ như Anh đang đầu tư. Hãng xe ô tô lừng danh do Trung Quốc sở hữu bị hack, VinFast vừa hay kịp đổ bê tông. Hãng xe lớn bị hack là lời cảnh báo tới các hãng xe trước nguy cơ bị tấn công mạng. May thay, VinFast đã chuẩn bị gì cho tình huống này? Đó là gì? Nếu như xét ở một góc độ nhận định thì các hãng xe ô tô ngày nay đã phải chuyển hướng phát triển giống với một hãng công nghệ khi phải phát triển nhiều giải pháp công nghệ cho sản phẩm của mình. Đó có thể là hệ thống giải trí, hệ thống hỗ trợ lái xe, hệ thống tự lái và cả hệ thống an ninh mạng. Khi mà các mẫu xe đang có xu hướng được kết nối nhiều hơn với Internet thì nguy cơ trở thành đối tượng của các cuộc tấn công mạng cũng vì vậy mà gia tăng theo. Hacker xuyên thủng vân vân. Vào thời điểm đầu tháng 12/2021 đã có một thông tin xuất hiện trên rất nhiều mặt báo. Đó là Volvo, một hãng xe lâu đời gốc Thụy Điển, nay thuộc về Geely, Trung Quốc, đã bị tấn công mạng. Thông tin từ tờ Reuters, một trong những tờ đi đầu trong thông tin này, đề cập rằng các hacker đã tấn công hệ thống máy chủ của Volvo và lấy đi các dữ liệu về nghiên cứu và phát triển. Ngay sau khi có thông tin về vụ tấn công, Volvo cho biết, các điều tra ở thời điểm hiện tại cho thấy rằng chỉ có một số lượng nhỏ các thông tin nghiên cứu phát triển đã bị đánh cắp. Cũng dựa trên các thông tin điều tra được, vụ tấn công này có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động của Volvo. Ngay sau khi phát hiện vụ truy cập trái phép, Volvo đã thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn của tấn công mở rộng và cũng đã gửi thông báo tới các cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì không có thông báo nào nói cụ thể về loại thông tin bị đánh cắp là gì. Các cơ quan có trách nhiệm cũng đã vào cuộc điều tra. Không lâu sau khi vụ việc xảy ra, nhóm hacker có tên là Snatch đã tự nhận là đứng sau vụ tấn công này. Nhóm hacker này cũng đã công khai một số bộ code của Volvo lên trên website của nhóm để chứng minh. Bên cạnh đó thì Volvo thừa nhận sự việc và sẵn sàng chịu hậu quả chứ không thương lượng với nhóm. Dù vậy thì các khách hàng của Volvo cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà các thông tin cá nhân không nằm trong nhóm thông tin bị đụng tới. Lời cảnh báo sớm. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo tới kẽ hở an ninh mạng mà hacker hoàn toàn có thể khai thác được. Nhờ vào kẽ hở đó, hacker không chỉ có thể lấy cắp đi dữ liệu của nhà sản xuất mà thậm chí là có thể tồi tệ hơn, giả sử ở đây đó là chiếm quyền kiểm soát máy chủ. Cần nhắc rằng các mẫu xe hiện nay đang dần được bổ sung thêm kết nối Internet tới các nhà sản xuất, nhất là đối với những mẫu xe cao cấp hoặc là xe điện thường xuyên được cập nhật từ xa. Nếu như để lộ ra kẽ hở, hacker hoàn toàn có thể lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát được chiếc xe. Đây không hề là một viễn cảnh xa xôi, mà ở trên thực tế, hai kỹ sư công nghệ hồi giữa năm 2021 đã sử dụng một chiếc máy bay điều khiển từ xa để hack một chiếc xe Tesla. Cụ thể ở đây, Raphael Weidman và Benedict Smodger đã tham gia vào một cuộc thi hack có tên là PWN Chung-On với mục tiêu hack các mẫu xe của Tesla. Hai kỹ sư này khai thác một lỗ hổng trong kết nối Internet, cụ thể là trình quản lý Common trên mẫu xe Tesla Model X cho phép họ hoàn toàn chiếm được quyền điều khiển hệ thống giải trí trên chiếc Tesla mà người ngồi trên xe sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Cần nhắc lại rằng Tesla đã tích hợp gần như toàn bộ chức năng lên hệ thống giải trí này, nên khi đã chiếm được quyền điều khiển, hai kỹ sư hoàn toàn có thể vận hành được nhiều chức năng của chiếc xe từ xa. Lại nói thêm về vụ việc, sau khi khai thác lỗ hổng bảo mật thành công, hai vị kỹ sư này đã có thể yêu cầu chiếc xe mở cửa, điều chỉnh ghế ngồi, chơi nhạc, điều chỉnh điều hòa, thậm chí là can thiệp được cả vào các chế độ lái. Ngoài ra thì hai vị kỹ sư cũng cho biết thêm, họ hoàn toàn có thể áp dụng phương thức hack này khi cách chiếc xe ở khoảng cách lên tới 100m và có thể áp dụng lên toàn bộ các sản phẩm của Tesla, bao gồm Tesla Model S, Model Y, Model X và Model 3. Về phần Tesla, hãng này ngay sau đó đã phát hành bản cập nhật vá cho lỗi này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây, trình quản lý Common không chỉ xuất hiện trên mẫu Tesla. Các kỹ sư cho biết rằng Common trên thực tế được sử dụng rất là rộng rãi trong ngành công nghiệp xe và những vụ tấn công tương tự là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện nay chưa rõ các nhà sản xuất khác có sử dụng Common đã làm gì trước thông tin này. VinFast nhanh chân đổ bê tông. Một thông tin đáng chú ý nữa là VinFast đã tham gia đầu tư vào một công ty công nghệ có tên là Karma Security, một công ty cung cấp giải pháp an ninh mạng tích hợp cho các sản phẩm, thiết bị có kết nối Internet. Chi tiết hơn ở đây,
Caramba Security có thêm khoảng 10 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư tại vòng B gọi vốn do VinFast và SVIC từ Hàn Quốc đứng ra kêu gọi. Ngoài ra thì còn có các nhà đầu tư ban đầu khác là YL, Fortunalist Partners, Liberty Mutual, Presidio Ventures, GlenRock, Plodding Group và Ascent. Vòng gọi vốn này nâng tổng số vốn của Caramba Security lên con số 27 triệu đô và công ty sẽ sử dụng số tiền này để tăng tốc phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, cũng là đáp ứng được các quy định mới về an toàn an ninh mạng trong ngành công nghiệp xe mà Mỹ mới đưa ra. Sau vòng B, Caramba Security sẽ bước tới vòng C gọi vốn, là nơi mà các nhà đầu tư quyết định xem có nên tiếp tục đầu tư để cho Caramba Security có thể sản xuất thương mại sản phẩm của mình hay không. Việc đầu tư vào Caramba Security diễn ra ngay trước thềm VinFast giới thiệu thêm 3 mẫu xe điện mới hoàn toàn tới toàn thế giới, bên cạnh 2 mẫu SUV điện VinFast VF E35 và VF E36 đã giới thiệu tại triển lãm xe hơi Los Angeles. 3 mẫu xe điện mới của VinFast sẽ trải đều ở phân khúc hạng A, B, C và dự kiến cũng sẽ được trang bị các tiện ích thông minh, tức là Smart Services, như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh hay kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Với việc đầu tư vào Caramba Security, VinFast sẽ sở hữu một phần công ty này, qua đó được sử dụng các sản phẩm của Caramba Security và góp phần giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng. Tuy nhiên thì cũng cần nhấn mạnh rằng không có một hệ thống nào là an toàn tuyệt đối, tức là sẽ luôn luôn tồn tại những kẽ hở có thể bị lợi dụng. Có thể kỳ vọng từ việc VinFast đầu tư vào Caramba Security rằng sản phẩm của VinFast sẽ vững hơn trước nguy cơ bị tấn công mạng. Không cần pin lớn hơn, VinFast VF E34 chỉ cập nhật phần mềm là đi được 300 km khi sạc đầy. VinFast VF E34 có thể đi xa hơn chỉ bằng việc cập nhật phần mềm mà không cần phải thay đổi bộ pin. Sau khoảng 9 tháng kể từ ngày mở cọc, những chiếc VinFast VF E34 đầu tiên đã tới tay khách hàng. Giống với lần giao xe đầu tiên của cặp đôi VinFast Lux A2.0 và SA2.0, lễ giao xe cũng được tổ chức tại nhà máy của VinFast tại Cát Hải, Hải Phòng. Tại buổi giao xe, VinFast đã công bố thêm một số thông tin mới về mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam được sản xuất tại Trà. Một trong những thông tin rất đáng chú ý đó là việc VinFast VF E34 có thể gia tăng cự ly di chuyển mà không cần phải thay đổi bộ pin 42 kWh được trang bị sẵn. Cụ thể, VinFast cho biết sắp tới, các mẫu VinFast VF E34 sẽ được cập nhật phần mềm giúp nâng tổng quãng thời gian di chuyển từ 285 km lên khoảng 300 km với mỗi lần sạc đầy. Cần phải nhắc lại rằng mọi trang bị vật lý trên xe như động cơ, bộ pin vẫn được giữ nguyên, không có sự thay đổi nào. Trên thực tế, việc xe điện gia tăng cự ly di chuyển sau khi cập nhật phần mềm không phải câu chuyện quá hiếm. Tesla hồi giữa tháng 11 cũng đã cập nhật phần mềm mẫu Tesla Model Y được sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc. Theo đó, thì cự ly di chuyển của mẫu xe đã tăng lên khoảng 20 km mà không cần phải thay đổi bất kỳ chi tiết cơ khí vật lý nào. Vậy tại sao VinFast VF E34 có thể gia tăng quãng đường di chuyển chỉ bằng việc cập nhật phần mềm? Có khá nhiều lý do để giải thích cho việc này, nhưng tóm lại, có thể nói là hiệu chỉnh cách sử dụng nguồn điện. Trên các mẫu xe điện, một số bộ phận giữ chức năng theo dõi và quản lý có thể tác động tới cự ly di chuyển của mẫu xe, có thể kể tới như bộ điều khiển pin hay bộ điều khiển motor. Nói một cách đơn giản, các thiết bị này sẽ tính toán nguồn điện để đảm bảo cả chiếc xe có thể vận hành an toàn và bền nhất có thể. Ví dụ, như bộ điều khiển pin BMS sẽ có vai trò điều tiết hiệu suất của pin để bộ pin không quá nóng cũng như không quá nguội. Ở phía nhà sản xuất, sau khi các nghiên cứu và thử nghiệm chi tiết hơn, nhà sản xuất có thể đưa ra các bản cập nhật mới, quy định cách hoạt động khác cho các thiết bị nêu trên. Kết quả là chiếc xe có thể đi được xa hơn, nhanh hơn và cũng có thể xảy ra chiều ngược lại, đó là di chuyển ít hơn hoặc là chậm hơn. Đối với VinFast VF E34 như đã đề cập thì sắp tới đây, VinFast sẽ cập nhật phần mềm để chiếc xe có thể gia tăng 15 km di chuyển từ 285 km lên khoảng 300 km mỗi lần sạc. Theo thông tin đã công bố, VinFast VF E34 có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 3 tiếng 15 phút khi sử dụng bộ sạc treo tường công suất 7,4 Wh. Có thể sạc thêm 60% dung lượng pin tương đương 180 km chỉ trong khoảng 18 phút khi sạc tại trạm sạc siêu nhanh công suất 250 kW. Tuy nhiên, không rõ sau khi được cập nhật phần mềm thì thời gian sạc của VinFast VF E34 có thay đổi gì so với công bố hay không. Được biết, bộ điều khiển pin BMS cũng kiểm soát dòng điện nạp vào xe nhằm kiểm soát nhiệt độ của pin. Nuôi VinFast VF E34 hết bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nếu chỉ tính tiền phí sạc pin và thuê bao pin, chi phí bỏ ra cho mỗi km di chuyển là hơn 1.800 đồng, tương đương với 1,8 triệu cho mức di chuyển khoảng 1.000 km. VinFast vừa chính thức bàn giao những chiếc ô tô điện VF E34 đầu tiên đến tay người đã đặt mua trước đó.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, VinFast đã công bố một trong những thông tin được người tiêu dùng mong chờ nhất, giá sạc pin cho xe, đồng thời điều chỉnh gói thuê bao pin cho khách hàng sử dụng VF E34. Từ đó, người ta có thể tính ra phần nào về chi phí sử dụng chiếc xe này. Không tính một số loại chi phí cố định cho tất cả các xe, gồm phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm hay phí cầu đường, ba loại chi phí có phần khác biệt của VF E34 so với xe xăng, gồm có phí thuê bao pin, phí sạc điện và phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Do VinFast chưa công bố phí, các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng cho VF E34 nên thời điểm hiện tại, người ta chỉ có thể tính hai loại chi phí còn lại, gồm phí thuê bao pin và sạc điện. Cũng cần lưu ý là phí thuê bao pin cho VF E34 sẽ được tính sau khi kết thúc một năm nên mức tính hiện tại dành cho năm đầu tiên người dùng sở hữu model này. Ngoài ra, phí sạc pin được tính cho việc người dùng hoàn toàn sử dụng trạm sạc công cộng của VinFast. Nếu sạc tại nhà, mức phí có thể sẽ khác đi do biểu giá điện. Với phí sạc pin, VinFast đã công bố biểu phí sạc tại các trạm công cộng của hãng là 2.834 đồng trên 1 kWh, chưa tính thuế VAT. Để sạc đầy cho chiếc VF E34, sử dụng pin 42 kW, người dùng sẽ phải trả 119.000 đồng cộng 10% VAT là 138.000 đồng để di chuyển cho quãng đường khoảng 250 km, trừ hao so với mức lý thuyết là 285 đến 300 km. Chẳng hạn, với mốc người dùng di chuyển khoảng 500 km một tháng, đúng bằng với mức giới hạn mà VinFast đưa ra, người dùng sẽ mất 138 nhân 2 là bằng 276.000 đồng tiền sạc cộng với 657.000 đồng một tháng tiền thuê bao là bằng 933.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, mức 500 km một tháng được xem là khá ít so với đa số nhu cầu sử dụng của người dùng tại Việt Nam hiện nay, di chuyển chưa đến 20 km một ngày. Với mốc 1.000 km một tháng, mức được xem là cơ bản với nhiều người sống ở khu đô thị tại Việt Nam hiện nay. Số tiền mà người dùng phải trả để sạc điện sẽ là 138.000 đồng nhân 4 là bằng 552.000 đồng. Trong khi đó, với 500 km vượt khỏi giới hạn của gói thuê bao, người dùng sẽ phải trả 1.315 đồng 1 km vượt, tương đương với 657.500 đồng. Tổng mức phí sử dụng, cộng phí sạc pin, cộng phí thuê bao, cộng số km vượt sẽ là 552.000 cộng 657.000 cộng 657.500 bằng 1.866.000 đồng một tháng. Ở mốc tiếp theo là 1.500 km một tháng, mốc mà VinFast tính toán là phổ biến với đa số người dùng ô tô tại Việt Nam. Số tiền dùng phải trả để sạc điện là 828.000 đồng, tổng phí thuê bao là 1,972 triệu, tổng chi phí là 2,8 triệu đồng một tháng. Tính ra, mức phí cho việc di chuyển của VinFast VF E34 sẽ là khoảng 1.866.000 đồng cho mỗi km. Chi phí bảo dưỡng ô tô điện như thế nào? Ô tô sử dụng các động cơ đốt trong muốn hoạt động tốt cần phải đảm bảo các bộ phận dẫn động với hàng loạt những chi tiết được bôi trơn định kỳ. Nếu không thay dầu thường xuyên, động cơ nhanh chóng bị bài mòn khiến công suất hao hụt, thậm chí phải sửa chữa hoặc thay mới. Trong khi đó, ô tô điện không có piston, fan và các hoạt động đốt cháy nên không phải thay dầu thường xuyên. Vì thế, chi phí bảo dưỡng ô tô điện thấp hơn so với xe xăng. Theo báo cáo của Văn phòng Hiệu suất Năng lượng và Năng lượng tái tạo Mỹ, ô tô con dùng động cơ đốt trong cần trung bình 0,1 đô la Mỹ phí bảo dưỡng cho mỗi 1,6 km một dặm, nhưng con số này chỉ là 0,061 đô la Mỹ ở ô tô điện. Ngoài ra, sự chênh lệch của chi phí bảo dưỡng xe điện so với xe xăng còn xuất phát từ hệ thống dẫn động. Hệ thống này trên ô tô điện loại bỏ tới 20 bộ phận truyền động so với xe xăng dầu. Vì thế, các chi tiết cần bảo dưỡng sẽ ít hơn và quy trình thực hiện cũng đơn giản hơn. Các chuyên gia ô tô nhận định, nếu được bảo dưỡng đúng cách, vòng đời ô tô điện trong vài năm tới có thể đạt khoảng 500.000 km. Nhờ các ưu điểm này, xe được mệnh danh là loại xe không có gì để hỏng và các hãng ô tô điện cũng thường xuyên đưa ra chính sách bảo hành khoảng 10 năm so với mức 3-5 năm của xe sử dụng động cơ đốt trong. Phí sạc và thuê pin VinFast VF E34 có tiết kiệm hơn xe xăng. Ngày 25 tháng 12, VinFast tổ chức bàn giao những chiếc xe điện VinFast VF E34 đầu tiên đến tay khách hàng, đồng thời công bố cụ thể một số chính sách liên quan đến sạc pin và cho thuê pin cho VF E34. Theo đó, mức phí sạc xe tại các trạm sạc công cộng của VinFast là 2.834 đồng 1 kWh, chưa gồm thuế VAT, tương đương với giá điện bậc 5 hiện tại. Như vậy, để sạc đầy khối pin dung lượng 42 kWh, người dùng phải trả phí 119.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT cho tầm hoạt động khoảng gần 300 km.
Cùng với đó, VinFast cũng công bố gói thuê bao pin mới cho khách hàng sử dụng VF E34. Mức thuê bao mới sẽ là 657.000 đồng một tháng cho quãng đường tối đa 500 km. Nếu vượt quá 500 km một tháng, khách hàng sẽ phải trả phí ở mức 1.315 đồng một km vượt. Trước đó, hãng công bố tính phí thuê bao 1,45 triệu đồng cho quãng đường 1.400 km, phí gần 1.000 đồng một km vượt. Khách hàng vẫn sẽ được thuê bao pin trọn đời và giá thuê pin theo từng năm sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, dựa trên mức tăng giá, giảm của xăng, điện. Khi khả năng tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%, VinFast sẽ thay pin mới cho khách hàng miễn phí. Về bộ sạc, khi mua xe, khách hàng sẽ được tặng bộ kèm sạc di động 2,2 kW để sạc tại nhà. Hãng cũng cung cấp bộ sạc treo tường với giá 9,4 triệu đồng. Chi tiết VinFast VF E34, bản thương mại đầu tiên vừa tới tay khách hàng. Trước đây, khi công bố về mẫu xe này, VinFast chỉ đưa ra một gói thuê bao pin 1.400 km một tháng. Đến nay, hãng xe Việt đã giảm gói tối thiểu xuống còn 500 km một tháng, phí là 657.500 đồng một tháng. Nếu đi quá 500 km, người dùng sẽ phải trả thêm phí thuê pin là 1.315 đồng một km. Khi pin có khả năng tiếp nhận sạc dưới 70%, VinFast sẽ thay pin mới hoàn toàn. 25.000 người mua xe đầu tiên được miễn phí 12 tháng thuê bao pin. Vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, giá thuê pin sẽ được điều chỉnh dựa theo mức giá tăng, giảm của giá điện, xăng. VinFast tặng kèm bộ sạc di động 2,2 kW để người dùng có thể sạc tại nhà. Bộ sạc treo tường 7,4 kW là tùy chọn với giá ưu đãi 9,4 triệu đồng. Ngoài thất của xe được trang bị đèn pha LED có khả năng tự động bật tắt, dải LED trước sau được thiết kế giống như hai mẫu Lux. Kiểu dáng xe thời trang hơn với nhiều đường cong, VinFast cho biết thiết kế này được chấp bút bởi studio Pininfarina. Xe sử dụng bộ vành 5 trầu kép hoàn thiện 2 tông màu. Trên gương xe tích hợp cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Nhìn chung, thiết kế tổng thể, ngoại thất không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản concept trước đó. Phần cửa cốp đặt dòng chữ VinFast và VF E34 giống với hai mẫu xe Lux A2.0 và SA2.0. Bên trong nội thất của VinFast VF E34 giống hệt với bản thiết kế trước đó. Các tiện nghi nội thất khác cũng bao gồm màn hình giải trí trung tâm có kích thước 10 inch được đặt dọc, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mua sắm qua ứng dụng Shopee hay xem phim qua FPT Play. Hệ thống âm thanh là loại 6 loa. Đặc biệt hơn cả là trợ lý ảo Vivi giúp người dùng có thể điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi màn hình nền sao cho phù hợp với sở thích cá nhân. Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng có kích thước 7 inch, có thể hiển thị các thông tin như 3 chế độ lái, Eco, Normal và Sport. Lượng pin xe đang có, quãng đường có thể di chuyển. Trên vô lăng của xe được tích hợp các phím bấm như đàm thoại dành tay, media, hệ thống giữ làn đường. Ở đợt bán giao này, những chiếc VF E34 được tích hợp luôn eSIM của Mobifone. Phí sử dụng, khách hàng sẽ trả thêm cho bên nhà mạng. Mr. Xuân Hoàn, tại sao Mercedes nổi danh như cồn, phù thủy độ hàng trăm chiếc xe tiền tỷ khắp cả đất nước, đã làm thì phải chất. Mr. Xuân Hoàn chia sẻ, Garage của tôi tư vấn cho khách hàng, nhưng không nương theo hẳn ý họ 100%. Chúng tôi giữ vai trò định hướng để đảm bảo được sự sáng tạo riêng của mình và mang đến cho khách hàng sản phẩm cuối cùng hoàn hảo nhất. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả phần phỏng vấn với Mr. Xuân Hoàn, phù thủy độ xe nức tiếng Sài Thành. 60 đến 70 chiếc xe đang chờ trong gara, may mắn là khách hàng thông cảm. Chào anh. Xin hỏi cuộc sống và công việc của anh những ngày qua có gì khác biệt không? Mr. Xuân Hoàn trả lời. À, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Trước đây tôi vốn quen với việc phải đi ra ngoài, còn hiện tại thì công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Các dự án kế hoạch trước đó đều phải tạm ngưng lại tới 70-80%. Còn khoảng 6 đến 70 chiếc xe đang nằm chờ trong gara. May mắn là tôi nhận được rất nhiều sự đồng cảm chia sẻ từ phía khách hàng, bởi đây thực sự là tình huống không ai mong muốn. Ban đầu tôi cũng cho giới hạn 3 đến 4 thợ lành nghề ăn ở tại chỗ và làm việc tại gara. Nhưng khi diễn biến dịch bệnh trở nên xấu hơn thì chúng tôi buộc phải dừng lại mọi thứ. Những ngày này tôi vẫn có niềm vui nho nhỏ là các khách hàng vẫn thường xuyên liên lạc. Nhiều người có thói quen là khi xe gặp bất cứ vấn đề gì, từ xe để lâu bị hư bình, không thể khởi động hay là hư bánh xe đều gọi cho Mr. Xuân Hoàn. Các vấn đề nhỏ tôi sẽ cố gắng xử lý được hết cho khách, còn những vấn đề lớn hơn thì buộc phải chờ đợi. Giai đoạn này tôi dành ra nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình.
Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cho những dự án sắp tới, suy nghĩ về những điều mà mình ấp ủ nhiều năm qua vì dòng xoáy của công việc mà hãng còn dang dở. Vâng, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất trong giai đoạn khó khăn nhất có phải là bí quyết giúp cho anh chinh phục được khách hàng thượng lưu không thưa anh? Mr. Xuân Hòa trả lời, nếu như coi việc bán hàng là một nghệ thuật thì người bán hàng chính là một nghệ sĩ. Tôi luôn nghĩ rằng tới khi nào tôi gác kiếm, nghỉ ngơi sau, tôi sẽ chuyển sang đào tạo và giảng dạy về kỹ năng bán hàng cho các bạn trẻ. Một khách hàng hot khi có nhu cầu mua ô tô sẽ chịu rất nhiều sự chi phối, thậm chí là tấn công từ phía người quen, gia đình và hàng loạt sau. Tôi luôn gìn giữ và chăm sóc các mối quan hệ từ khi mới ấm ấm. Và khi mà họ trở nên hot, họ sẽ tin tưởng vào mình nhiều hơn. Từ đó mình có cơ hội để đưa ra rất nhiều giải pháp cho họ lựa chọn. Còn với những khách hàng đã là những tên tuổi nổi tiếng thì dĩ nhiên là tôi luôn dành ra sự hỗ trợ tối đa nhất để đảm bảo phục vụ vẹn toàn nhất được cho nhu cầu của họ. Nếu lướt các mạng xã hội, các bạn sẽ thấy rất nhiều những bí quyết bán hàng. Bí quyết của tôi thì đơn giản thôi. Tôi luôn xem khách hàng như là một trong những người bạn và đưa ra những lời tư vấn rất gần với mong muốn của họ. Chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ tôi hướng dẫn khách hàng đi theo mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất chính là gỡ bỏ cho khách hàng những khúc mắc trong việc lựa chọn và làm cho khách hàng cảm thấy gần gũi nhất. Sau 6 tháng bắt đầu nghề sau, anh đứng nhất toàn công ty và hệ thống. Thế thì từ lúc đó đến khi trở đi, chưa bao giờ anh đứng thứ hai. Xin được hỏi thật là cảm giác không có đối thủ ấy như thế nào thưa anh? Mr. Xuân Hoan trả lời, giống như là độc cô cầu bại trong kiếm hiệp đó. Rồi anh cười, nói vui vậy thôi, nhưng trộm vía đó là một chút may mắn khi tôi làm nghề. Vấn đề của tôi là luôn đặt ra những con số, những chỉ tiêu cho mình. Công việc sau với tôi đúng thực sự là đam mê. Đam mê được phục vụ khách hàng, đam mê được làm những chiếc xe đẹp, chứ không phải là đam mê được đứng trên đỉnh vinh quang đâu. Tôi lúc nào cũng hết sức tận tâm với nghề. Và để có được thành công đó thì mọi thứ đều phải cần có chiến lược, kế hoạch và có tính toán hẳn hoi. Thậm chí là còn đều phải tự rèn luyện và tập luyện hết. Trong nghề sau thì khi mà đủ level, mọi người sẽ chuyển qua vị trí quản lý nhóm, rồi quản lý một phòng sau hay là lên vị trí CEO. Những điều đó nhiều năm trước tôi đã chinh phục được hết rồi. Nhưng nói thật là tôi vẫn mong muốn được giữ cái vị trí này để thỏa mãn được đam mê, để làm việc mình thích và thích những gì mà mình đang làm, chứ không muốn chạy theo cái danh xưng vị trí. Cũng giống như là việc xây dựng kênh YouTube vậy. Tôi làm là vì đam mê muốn chia sẻ nhiều hơn với mọi người về những câu chuyện xoay quanh xe và xoay quanh khách hàng. Nhiều năm trước, khi kênh MTV có một chương trình độ xe cũ thành xe mới, tôi đã ước ao sau này mình sẽ thực hiện được điều đó rồi. Ban đầu thì tôi làm clip bàn giao xe, sau đó quyết định thực hiện làm đẹp xe yêu mỗi ngày với Mr. Xuân Hoàn. May mắn là clip làm ra đều được mọi người đón nhận và ủng hộ. Và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Xưa khách sợ độ xe mất zin, còn giờ thì lại thích mua xe đã qua nâng cấp. Thưa anh, từ ý tưởng nào thì anh đã quyết định mở gara độ xe của riêng mình? Mr. Xuân Hoàn trả lời, tôi vốn là người đam mê về nâng cấp xe. Nhiều năm về trước, tôi đã đam mê và có mối quan hệ thân thiết với những người độ xe đỉnh bậc nhất ở Việt Nam. Những chiếc xe đầu tiên mà tôi sở hữu thì tôi đều độ, cá nhân hóa xe hết để phù hợp với sở thích của cá nhân. Vì thế nên kinh nghiệm về những mong muốn nguyện vọng của người muốn độ xe của tôi đều là từ chính bản thân tôi mà ra. Độ xe có nhiều hướng lắm, chứ không phải là mổ xẻ chiếc xe ra thì mới gọi là độ. Ở Việt Nam ta, tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại nếu như chiếc xe cưng của mình bị mổ xẻ vì quan niệm xe sẽ mất zin. Vì vậy, tôi và các cộng sự ở gara đã nghĩ ra nhiều phương thức làm đẹp và nâng cấp xe làm sao cho phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Tiêu chí của tôi là làm sao mà chiếc xe khi đến với gara vừa được lột xác nhưng vẫn giữ được cái chất vốn có của nó. Việc biến hóa từng chiếc xe dựa theo sự sáng tạo riêng cho từng chiếc tùy theo sở thích và chi phí mà khách hàng đưa ra. Lúc chưa mở gara, tôi đã có rất nhiều khách hàng mong muốn xe có những thêm option mà hãng chưa đáp ứng được vì nhiều lý do. Khi có đủ mối quan hệ rồi, đủ các cộng sự đi theo để mình cảm thấy yên tâm, tôi quyết định cho ra đời trung tâm chăm sóc xe, nâng cấp các option cho xe, cá nhân hóa các trang thiết bị còn thiếu cho xe. Thú thật, ý định ban đầu chỉ là giải quyết các vấn đề cho khách hàng đã mua xe của tôi thôi. Nhưng càng về sau, khách hàng đến với chúng tôi ngày một nhiều hơn ở khắp nơi trên mọi tỉnh thành của đất nước. Khách hàng có sẵn, mối quan hệ đủ đầy, dường như là anh có rất nhiều thuận lợi khi khởi nghiệp. Vậy về khó khăn thì sao thưa anh? Mr. Xuân Hoàn trả lời, khó khăn thì cũng nhiều lắm chứ.
Tôi phải tính toán làm sao để có thể kiểm soát được công việc sau đang làm và công việc làm thêm. Thứ nhất là phải quản lý được thời gian. Thứ hai là làm sao cho khách hàng hiểu hơn về việc làm xe đòi hỏi được sự tỉ mỉ, đảm bảo chất lượng như thế nào. Nếu như là sale thì cần phải tìm khách, chốt deal, giao xe. Còn nếu như độ xe thì có rất nhiều vấn đề cần phải chịu trách nhiệm. Ở thời gian đầu gần như việc lo lắng chiếc xe mất zin luôn nằm trong suy nghĩ của khách hàng. Nhưng khi đến với gara, hầu hết các khách hàng dù quen hay lạ đều trao gửi niềm tin để cho tôi tư vấn về những phương án làm đẹp, nâng cấp chiếc xe của mình. Cái gì mà phù hợp thì tôi sẽ khuyến khích, còn cái gì không thể thực hiện hoặc không hợp lý, tôi sẽ ngăn cản ngay vì chất lượng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Có lẽ cũng vì thế mà họ cảm nhận được cách tâm của tôi nên tâm lý thoải mái và yên tâm hơn. Trong lĩnh vực độ xe này thì theo anh yếu tố nào là quan trọng nhất? Và độ chịu chơi của chủ xe, các món đồ hay là tay nghề và sự sáng tạo của thợ thưa anh? Mr. Xuân Hoàng trả lời: điều đầu tiên là phải đảm bảo tất cả những thứ nâng cấp lên phải đảm bảo yêu cầu của nhà sản xuất. Kế đó là dung hòa được tính sáng tạo sao cho phù hợp với sở thích của từng khách hàng, thế nhưng không phải hoàn toàn là nghiêng theo ý của khách. Chúng tôi giữ vai trò là người định hướng, tư vấn và tự tin sáng tạo để có thể làm được ra những sản phẩm phù hợp nhất theo mong muốn của khách hàng. Việc cá nhân hóa từng sản phẩm cho khách hàng cũng rất quan trọng. Chúng tôi luôn phải có rất nhiều ý tưởng trong đầu. Khi trao đổi, tiếp nhận mong muốn của khách hàng thì phải chỉ ra được cái gì thực hiện được, cái gì không. Sau nhiều năm làm việc, chúng tôi đã đúc kết được nhiều thứ để khớp được mong muốn của khách hàng với những thứ mà mình làm để có được kết quả ưng ý nhất. Vậy trong số những chiếc xe đã độ, anh cảm thấy ấn tượng với câu chuyện nào nhất? Mr. Xuân Hoàng trả lời: tất cả các khách hàng đến với tôi mỗi người mỗi một câu chuyện. Tất cả mọi thứ các bạn xem trên YouTube được quay trên thực tế, không có giản dựng. Chỉ tiếc là tôi không có đủ thời gian để thực hiện hết những câu chuyện của khách. Có lẽ một trong những chiếc xe để lại cho tôi nhiều dấu ấn đó là việc hóa phép chiếc Mercedes GLS 450 trở thành phiên bản Maybach 600 đầu tiên trên thế giới. Chiếc GLS đó rất là khó mua. Khách hàng phải chờ đến khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi và thường sẽ phải trả thêm nhiều tiền để mua được. Trước khi lấy xe, khách hàng đã tới chỗ chúng tôi để bàn bạc về việc độ xe để xem làm như thế nào để cho chiếc xe trở nên hiện đại nhất có thể. Mà để làm được việc đó thì gần như là phải lột sạch nội thất. Khi ấy chúng tôi cũng rất áp lực trước việc khách hàng quá tin tưởng. Bạn thử tưởng tượng xem, một chiếc xe hoàn toàn mới, dữ liệu sửa chữa hàng còn chưa có. Vậy mà khách đã trao toàn quyền cho chúng tôi rồi. Nhưng sau khi bàn bạc, vắt óc cật lực thì cuối cùng sau 2 tháng chúng tôi cũng đã hoàn thành được sản phẩm. Và cũng thật là may mắn, khách hàng vô cùng hài lòng về điều đó. Và rồi điều đó thì làm cho tôi và các anh em trong gara cảm thấy rất hãnh diện. Như vậy rõ ràng là nếu như chúng ta không thử thì làm sao chúng ta có thể biết mình có làm được hay không, phải không? Tôi luôn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi bắt tay vào triển khai. Thì từ đồng nghiệp cho tới đối tác đều rất hiểu. Chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm. Có khách hàng đặt rất nhiều kỳ vọng vào chúng tôi. Có lẽ là tới giờ kỳ vọng đó lên tới 150-200% rồi. Các thượng đế kỳ vọng vào một sản phẩm trên cả tuyệt vời tạo nên áp lực rất lớn cho những người thực hiện nó. Chúng tôi phải tính toán tới những chi tiết nhỏ nhất để làm sao vừa cho ra một sản phẩm chỉn chu lại vừa tiết kiệm được thời gian nhất. Bởi vì khách hàng không tiếc tiền, nhưng đổi lại họ muốn sản phẩm vừa phải đẹp lại vừa phải hoàn thiện trong thời gian ngắn. Có những chiếc xe tôi nhận giá độ chỉ khoảng 100 triệu. Thưa anh, có một câu hỏi được rất nhiều người bình luận dưới một clip của anh, đó là Mr. Xuân Hoàng có độ xe rẻ hay không? Mr. Xuân Hoàng khi này cười lớn và nói rằng: có chứ, tôi từng độ một chiếc xe của Ý cho khách hàng nữ, xe cũ khoảng 400 triệu đồng, độ thêm 200 triệu thôi là đã cho ra một chiếc xe rất lung linh. Sau đó có đầu mối ở Hà Nội gọi điện và cảm ơn bởi nhờ clip độ xe đó mà họ đã bán được rất nhiều xe thuộc dòng xe mà tôi đã độ cho nữ khách hàng đó. Mà giờ đây thì tôi cũng đang phải làm thêm 10 chiếc xe giống loại này. Tuy nhiên thì tôi cũng phải tư vấn cho khách hàng rất nhiều, mỗi ngày luôn. Việc sở hữu một chiếc xe và việc nuôi xe là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đó là một dòng xe kén khách khó chiều. Quý cô kia chấp nhận chịu chi bởi vì đã quá hiểu bệnh tình của xế cưng của mình. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó đâu. Vậy nên là với những khách hàng mua xe cũ để đi mới và có ý định độ lại, chúng tôi đều tư vấn rất kỹ lưỡng là nên cân nhắc. Chọn lựa một chiếc xe cũ thì phải chọn kỹ để đảm bảo hạn chế ít nhất bệnh nền, để khi mà làm đẹp thì sẽ giảm thiểu được những vấn đề phát sinh của xe cũng như tiết kiệm được chi phí sửa chữa. Có những chiếc xe tôi nhận giá độ chỉ khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng.
Đó thường là những chiếc xe kỷ niệm mà khách hàng mong muốn giữ lại nhưng chưa có nhiều chi phí. Cũng có nhiều khách hàng mang xe tới đây rồi cứ giao xe, không bao giờ lấy cũng được, khiến mình không thể từ chối. Và cuối cùng, cả team luôn phải chạy đua với thời gian để giải quyết được deadline. Tới ngày hôm nay, việc sắp xếp thời gian có lẽ là việc khiến cho tôi rất đau đầu, bởi vì số lượng hàng tìm tới ngày càng đông nên tôi bắt đầu phải học cách từ chối. Với khoảng thời gian và sản lượng như vậy thì chưa kịp để đáp ứng được deadline của khách. Dần dà khách cũng đã hiểu và thông cảm hơn. Khi mà bạn ngược gió, bạn muốn khác biệt thì trước tiên là bạn phải chịu được áp lực. Và chúng tôi cũng hiểu rằng mình lựa chọn áp lực, chấp nhận ra biển lớn, sóng sâu để bắt cá lớn thì khó khăn là điều đương nhiên và phải học cách để vượt qua và đi lên. Thưa anh, nhiều chủ xe ở ngoài Bắc phải lặn lội gửi xe vào miền Nam cho anh. Anh có ý định mở thêm chi nhánh hay không? Và với những khách hàng rất tín nhiệm anh như vậy thì anh có chương trình gì dành riêng cho họ hay không thưa anh? Mr. Xuân Hoàng trả lời: ai tới với tôi cũng đã có chương trình rồi. Tất cả đều có sự hợp lý của nó. Có rất nhiều gói dành cho khách hàng. Tôi luôn có những giải pháp đưa ra để cho khách hàng hợp lý nhất. Khách, họ đến đều được lựa chọn và đón tiếp như nhau. Chúng tôi hay đậu những chiếc xe sang đắt tiền nhưng còn ở quan điểm tiêu dùng của khách. Còn có mở thêm chi nhánh hay không thì tôi nghĩ đó là câu chuyện của tương lai. Ở hiện tại, vì tôi quá bận nên tôi nghĩ là mình sẽ không có nhiều thời gian để có thể kiểm soát được hết nếu như mở thêm chi nhánh ở tỉnh thành khác. Tôi cầu toàn nên là tôi muốn cái gì mình cũng phải nghe thấy, nhìn được chứ không thể phó mặc cho nhân viên. Ít ra tôi phải tìm được nhiều quản lý giỏi đã thì mới có thể yên tâm mở ra chi nhánh mới. Gara của tôi hiện là nơi tập hợp những người giống như Avenger vậy đó. Chưa bao giờ có sự phân biệt chủ tớ ở đây cả. Tất cả những việc mà các bạn làm ra đều được trả công rất xứng đáng và được hưởng rất nhiều lợi ích ở đây. Thỏa sức đam mê và sáng tạo nhưng phải đảm bảo chất lượng. Vì thế mà anh em đều đồng lòng sát cánh và thực sự hết mình với công việc, hết mình với đam mê. Vâng, đông khách lại là những thượng đế rất chịu chơi như vậy thì kết quả kinh doanh, lợi nhuận của Gara hẳn đã làm anh hài lòng, phải không thưa anh? Mr. Xuân Hoàng trả lời: kinh doanh thì ai cũng đặt cho mình kết quả của doanh thu lợi nhuận. Thế nhưng bên cạnh đó, triết lý kinh doanh của tôi là mang đến yếu tố hợp lý. Cái gì hợp lý thì sẽ bền vững lâu dài. Tôi nghĩ rằng mình có được lòng tin của khách hàng cho đến ngày hôm nay là cũng do mình đặt cái tâm làm nghề của mình lên trên hết. Nên từng bước chậm mà chắc. Với tôi thì cho dù là công việc gì, sao hay độ xe, tôi cũng sẽ luôn giữ được cho mình một nhiệt huyết mãnh liệt, một trái tim nóng và một cái đầu thật lạnh. Vâng, xin cảm ơn anh vì những chia sẻ. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.